chúng ta cần có một ý niệm tha thứ. Nói theo nhà Phật là hỷ xả, nói theo văn chương thế gian là tha thứ bao dung, nói theo chữ nghĩa tù tội là xá tội. Vậy thì cái ý nghĩa xá tội này cũng không có xấu. Nhưng mà thay vì chúng ta chỉ cúng để gọi là cúng cho quỷ ma, thì chúng ta hãy biến cái ý nghĩa xá tội này thành một pháp tu, thành một ý niệm đẹp để chúng ta sống trong cuộc đời này. Đó là chúng ta sống mà luôn luôn biết hỷ xả, tha thứ, bao dung cho người khác. Bây giờ muốn hỷ xả tha thứ cho họ mình làm cái gì? Có nhiều cách. Một là mình hãy quán tới cái đẹp của họ, để mình thương cái đẹp đó cái mình quên cái xấu. Thường thường á, người nào mình ghét á, không phải tự nhiên đâu, phải có một lần thương rồi mới có một lần ghét. Mà hãy thương nhiều chừng nào lúc đó mới ghét cay đắng chừng đó. Cho nên tại sao thương? Vì họ có cái này dễ thương nè, có cái này nè, họ làm cho mình rất nhiều điều mình thương. Nhưng mà rồi có một ngày làm có một lần thôi là mình ghét tới giờ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm niệm của chúng ta sống rất hẹp. 1000 điều họ làm mình thương, nhưng mà chỉ cần một điều họ làm mình giận thôi là mình sẽ giận họ cho tới đời, trọn đời. Và thậm chí mình nói trọn đời này tôi không bao giờ tha thứ. Mình còn tuyên bố sống để dạ chết đem theo. Rất anh hùng. Cho nên người Mỹ họ có câu á: If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forgets. Mình làm rất nhiều điều tốt, không ai nhớ đâu. Nhưng mà nếu mình làm một điều xấu, chẳng ai quên. Hình như là vậy. Nè, bằng chứng nè. Lên chùa đọc kinh mỗi tuần, bài kệ có 4 câu thôi mà thuộc còn không hết. Nhưng mà nếu chỉ cần người kia nói xấu mình một câu, nhớ không sai một chữ. Thậm chí còn nhớ nó đứng đâu nó nói nữa. Thậm chí bữa đó nó mặc cái gì nữa. Vậy thì mình thấy cái tâm thức của mình quả thật là một cái địa ngục. Nếu mà cái cửa địa ngục này mở toang ra thì nghĩa là tội nhân mình chứa hết. Mà nếu cửa địa ngục này mở ra thì tội nhân mình xả được. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong tâm mình. Kinh Địa Tạng xác định địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Trong kinh định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là gì? Địa là tối tâm sâu thẳm. Ngục là gì? Là dày chắc sự cố chấp. Dày chắc sự cố chấp, sống đen, sống sâu thẳm trong cố chấp, đó là địa ngục. Kinh điển định nghĩa chữ địa ngục có 6 nghĩa. Một là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Hai, khổ cụ, khổ đầy đủ cái khổ. Thử thời coi, mình ghét cái người đó coi, nó đi mình cũng thấy ghét, nó ngồi mình cũng thấy ghét, nó ăn cũng thấy ghét. Tới hồi mà mình thương nó tụng kinh nghe thấy hay ghê. Mà tới hồi mình ghét nó rồi, cái tụng dở mà tụng mãi lớn. Tới hồi mình ghét rồi là cái gì mình thấy ghét. Mà người Việt Nam mình nói thương ai thương cả đường đi, phải không? Mà mình thương nó rồi á, phải không? Mình ghét nó rồi á, mình thấy cái tròn nó cũng thành ra méo. Cho nên á, mình thương nhau á thì cao 6 bổ 3, ghét nhau rồi cao 6 bổ ra làm 10, phân ra. Cái khi mình thương người đó rồi á, mình thu gom. Thí dụ cái người đó có cái lỗi nhẹ nhẹ, ôi kệ nó mà, nít mà, thôi kệ nó mà, nó chưa có hiểu mà. Tới hồi mà mình ghét nó rồi, mình bắt đầu mình chi chẻ ra, nít gì nít, nít quỷ nít gì. Tức là khi mà mình ghét rồi là bắt đầu mình chia chẻ, mình chi tiết lắm. Để chi? Để có cái cớ để mình ghét. Mà thưa đại chúng, những cái lúc đó là mình phải biết mình đang sống trong tâm niệm của địa ngục. Tại vì lúc đó là khổ cụ. Thấy cái gì, thấy cái gì, cái người đó, cái chỗ nào người đó là khả yểm, là đáng chán. Khổ cụ là đầy đủ khổ, cụ bất lạc là không vui.
Bất lạc là không vui. Có bao giờ mình ghét người đó, mình gặp người đó mình vui bao giờ? Mà khi mà mình thương người đó rồi á, mà người đó không, thậm chí mình thương rồi á, mình ăn ăn cơm lấy cái bóp dằn lên để lát cho người đó ngồi gần. Đi tụng kinh là dành chỗ bế bên cho người đó ngồi. Làm gì cũng có cái ghế cho người đó hết á. Mà tới hồi mà không thích rồi, họ mới vừa xà xuống ngồi, nói tôi bận tôi qua chỗ kia ngồi, là mình biểu lộ. Cho nên vô gián địa ngục là gì? Là không dừng sự khổ. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ, tiếng Hán dịch là vô gián. Cho nên A Tỳ địa ngục, vô gián địa ngục là một chỗ đó. Nhưng mà hãy nói A Tỳ là nói tiếng Phạn, đừng nói nô tỳ nha, A Tỳ. Chữ A là không. Không dừng sự khổ gọi là A Tỳ. Tiếng Hán dịch là vô gián, nghĩa là không bao giờ gián đoạn sự khổ. Mà bây giờ nếu mình buồn coi, ăn cũng rầu, ngủ cũng không ngủ được, làm cái gì cái khổ nó liên tiên ngày này qua ngày kia, đó là vô gián rồi chứ gì nữa. Vô gián địa ngục. Cho nên á, cái tâm niệm buông xả là cần có đối với tất cả chúng ta, không luận là Phật tử. Ai sống ở đời muốn thảnh thơi nhẹ nhàng thì người đó phải buông. Cho nên trong chùa mới có cái chuông nè, buông, bên kia bóc bỏ. Cái mỏ là bỏ, cái chuông là buông. Cho nên suốt ngày cứ buông bỏ, mà mình cứ thấy hệ ai bỏ bỏ tôi hốt. Ai buông buông tôi lượm. Cho nên rồi mình lượm, mình nhặt, mình hốt, mình cất, mình giấu, mình che, mình khóa. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái trừ như là buông, bỏ, dục, quăng, ném, liện, đôi. Đôi là tiếng Huế đó. Không thích là đôi nữa đi. Rồi trong tiếng của mình là dục, bỏ, quăng, liện, vất, đôi. Thiếu gì chữ thì mình xài. Cho nên vào chùa học bỏ buông. Học bỏ buông là chuông với mỏ. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Buông, bỏ, rồi bỏ, buông. Mỏ, chuông, mỏ giao nhau. Mà hãy buông nhiều nào thì mình nhẹ. Nhưng mà cái chữ buông đó là gì? Là không phải đợi gom rồi mới buông. Cũng được, nhưng hơi cực. Cái chữ xả của nhà Phật á, nó có cái hay chỗ này nè. Ngay cái giây phút nó phát hiện, xả liền tại chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như là mình ăn trái sầu riêng, mở mua sầu riêng ra ăn sống muối sầu riêng rồi, thì mình biết rằng cái vỏ sầu riêng này bỏ, nhưng mà tiếc cái mùi. Thôi để một xe, chở đi một vòng ngửi đã đời chịu hết nổi rồi, dừng xe lại bỏ. Nhưng mà bỏ xong rồi á thì cái gì nó còn không xe? Cái mùi nó còn. Phải nãy ăn rồi bỏ đi cho nó khỏe, phải không? Thì cái xả của nhà Phật nó vậy đó. Cái chữ xả của cái chữ từ bi hỷ xả đó, xả là gì? Tiếng Anh dịch là letting go. Thì cái chữ xả là ngay cái giây phút nó vừa đến với mình mà mình nhận ra nó là negative, nó là cái không phải để mình giữ, là bỏ liền chứ đừng ôm. Ôm rồi mà bỏ đó cũng được, nhưng mà cực, nặng hơn chút rồi, mất sức khỏe hết 2 ngày rồi. Thật ra ngay lúc đó mình buông. Thì quý vị phải hiểu cái chữ xả cho nó sâu chỗ đó. Còn cái chuyện mà người ta đợi mình ôm ấp rồi người ta kêu mình bỏ đó, mình cũng tiếc lắm, mình quăng từ từ. Xả từ từ. Còn ngay cái giây phút mình thấy nó không hợp rồi là xả liền, xả. Vậy thì từ bi hỷ xả, thì cái chữ xả nghĩa sâu sắc là đừng chấp. Nhớ ha, chữ xả của cái nghĩa của nó là đừng chấp, đừng vướng, thì ngay đó xả. Còn mình chấp vướng rồi mà xả thì cũng không sao, nhưng mà hơi cực. Hơi cực. Và thưa đại chúng là quý vị nhớ là hễ cái gì còn vướng là cái đó nó kẹt à.
Xin lỗi là bây giờ mình ăn một hột mè nó dính trong cái kẽ răng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, huống chi là nguyên một cái chuyện tày trời nó nằm trong bụng. Mà ngộ cái là mình ăn không tiêu, uống cho nó tiêu. Uống mua đầu mình uống xá xị cho nó tiêu, không được rồi uống thuốc. Nghĩa là mình biết là bụng ăn không tiêu là tìm mọi cách cho nó tiêu. Mà cái đó nó cần tiêu mà không cho nó tiêu. Cho nên thường thưa đại chúng, cái chỗ đó Phật gọi là gì biết không? Cái chỗ đó Phật gọi là vô minh. Vô minh là không có sáng. Mà Phật nói cái chữ khác nữa là si mê. Si mê là gì? Thường thường mình hiểu đơn giản là cái người đó đó ôm ấp một hình bóng mà người ta không thương, kêu si tình. Chữ si mê nghĩa của nó là gì? Không thấy được lẽ thật là mê, là si, chứ không có gì hết. Ví dụ như là hai chú tiểu ngồi cãi lộn với nhau. Một chú nói tôi đố thầy, tôi đố huynh, cái gió nó làm cho cái cờ phất phơ. Ông kia nói không, cái cờ nó phất phơ. Tức là một bên nói tại gió, một bên nói tại cờ. Cãi suốt. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang, Lục Tổ nói, mà cái tiếng các vị đó nói tôi đố huynh là gió động hay là cờ động. Nghĩa là gió nó động hay là cái cờ nó động. Hai vị cãi, bên nói gió, bên nói cờ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang, lúc đó còn là cư sĩ, chưa có phải được ấn chứng làm tổ, được xuất gia gì hết, còn hình tướng tóc tai của một cư sĩ. Ngài đi ngang, ngài nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Thì lúc đó Hòa Thượng Ấn Tông đứng ở góc, nghe một ông cư sĩ nói câu đó, ngài biết ông là không phải người thường. Very special man. Ngài Ấn Tông tới, tôi nghe nói y bác của Lục Tổ, xin lỗi, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền cho một người, chẳng hay có phải là nhân giả chăng? Lúc đó Lục Tổ nhận rồi, nhưng mà đâu có phải như mình, như ta đây chứ ai. Chắp tay lại, không dám, không dám. Cái chữ không dám là một hình thức nhận, nhưng mà nhận rất khiêm cung. Chả dám, chả dám. Lúc đó theo luật, Lục Tổ được ấn, được làm tổ, nhưng mà chưa làm người xuất gia, vẫn phải quỳ xuống cho ngài Ấn Tông làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới đàng hoàng. Sau khi truyền giới đúng luật pháp rồi, Ấn Tông bước xuống, thỉnh Lục Tổ bước lên, bây giờ chúng con là đệ tử, thỉnh tổ nói pháp. Thì ở đây Pháp Hòa muốn kể là câu chuyện đó, nó hơi dài dài cho đại chúng nghe hấp dẫn. Nhưng mà cái chính là nói là gì? Khi chúng ta không thấy được cái nhân do, vì gió thổi một cái vật có cái nhẹ như tấm vải, cho nên mình thấy nó phất phơ. Thấy cái tướng phất phơ của cây cờ, không phải tự cây cờ nó phất, mà do cái duyên gió thổi. Rồi đó có, và nếu gió có mà không có cái gì nhẹ để nó hiện cái tướng phất phơ thì không ai nhận ra cái tướng gió. Và nhờ cái tấm vải phất phơ cho nên mình nhận ra được cái tướng của cái gió qua cây cờ. Và nếu cây cờ nằm đó mà không có gió thì không thấy được cây cờ phất phơ, thì cây cờ không thể biểu lộ được cái cây cờ. Như vậy trong cuộc sống này, cái này có nhờ cái kia có, cái này sinh nhờ cái kia sinh, chứ không phải tự cái gì mà nó có được. Dặn gân lên cãi, gió hay là cờ thì có phải là mê không? Mà mê thì gọi là gì? Là si mê. Mà si mê nhà Phật gọi là gì? Là chấp.
Mà khi mà vướng cái đó thì chưa gọi là người xã. Bây giờ hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta nói đến cái lễ xá tội vong nhân, thì chúng ta hãy mang cái ý nghĩa xá tội này bằng cách nào? Chúng ta hãy lấy cái quán chiếu để thấy rõ bản chất của mọi thứ chẳng qua là do mình chấp, chứ thật ra nó có cái gì quá đáng để mình chấp đâu. Thí dụ như lỡ nó nói có nhiều đứa nhỏ nó không hiểu, tại mình hay mắng nó con lì quá, nó không nghe, nó đâu có hiểu cái chữ đó chỉ được xài cho người lơ, người nhỏ. Bữa nào nói sao ba lì quá, con nói ba không nghe, cái mình giận nó, mình giận mình đứa con đó, mình nói nó hổn, mình hận nó suốt đời. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu lý do nào nó nói câu đó là gì. Nó đâu phải là một cái người sanh trưởng ở Việt Nam, mà nó hiểu cái nghĩa đó là cái gì và được dùng với ai. Nó chỉ biết rằng xưa nay mỗi lần nó làm cái gì không nghe là mình nói nó lì, thì nó nghĩ chữ lì là cái chữ để áp dụng cho trường hợp là nói không biết nghe gọi là lì. Tại sao mình lại giận nó? Khi mình hiểu ra được rồi thì sao? Hết chấp. Mà hết chấp thì gọi là xả. Mà xả gọi là nhẹ, nhẹ rõ là bái, mà bay gọi là giải thoát. Cho nên quý vị nhìn cây nhang, cái gì bay lên? Khói. Cái gì rớt xuống? Trò, tàn. Vậy thì hễ trong tâm mình nặng nề thì mình rớt, mà trong tâm mình thảnh thơi như làn khói thì mình bay đi. Vậy thì bây giờ bay, thăng hay giáng là do mình, phải không? Thăng là lên, giáng là xuống. Vậy thăng hay giáng, siêu hay đọa là do mình. Thôi vậy thôi, lễ Vu Lan mình học cái nghĩa đó để mình tự cứu mình, tự cứu người, mà giúp cho người hết khổ gọi là Vu Lan báo hiếu. Giúp cho người hết được cái khổ. Nhiều khi mình nói nặng người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Có một đứa nhỏ con trai bảo lãnh mẹ qua, dẫn bạn về nhà, bà thì ăn hoài, bắt bà già vừa nấu vừa rửa. Bữa nọ bà già nói con ơi, con nói bạn con nó phụ má rửa chén, má làm xong má mệt quá mà vừa nấu vừa rửa. Nó nói má đừng có nói nhiều, má đừng có quên đó, cái giấy vùi đít của má cũng của con á. Chỉ một câu nói đó thôi mà mỗi lần mà bà già đi vô trong nhà vệ sinh xé cái giấy đi cầu là ngồi khóc. Bây giờ nhớ cái câu đó. Thì quý vị phải thấy là một câu nói mà chúng ta nói nó không có quán chiếu soi rọi sẽ làm cho người khác khổ hơn ở địa ngục. Vậy thì chúng ta đang sống sờ sờ đây mà tâm niệm mình như ở địa ngục. Địa ngục đâu có phải ở lòng đất, địa ngục ở ngay nơi tâm địa của mình. Mà hễ cái tâm địa mình mà mở ra rồi thì mình sẽ nói những lời dễ thương. Tâm địa mình mà đóng lại rồi mình nói toàn là cửa địa ngục. Rồi chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an lạc và sẽ nhận ra chúng ta cần xá tội vong nhân. Nếu mà trách người nào là tội nhân thì hầu như người này ngồi đây không ai là không phải là tội nhân. Quý vị có biết Diêm Vương cũng là tội nhân không? Trong kinh nói ông Diêm Vương là ông vua của cõi địa ngục đúng không? Nhưng mà ổng cũng là tội nhân đó. Nhưng mà ổng có cái người, ổng có cái thề là ổng phải trị tội cái người đó. Cho nên đúng cái giờ đó ổng được lên làm Diêm Vương. Nhưng mà hết cái giờ đó rồi ổng phải trở về làm tội nhân. Cho nên đừng có ham làm Diêm Vương. Đừng có phán xét ai hết á. Tại vì phán xét xong rồi mình cũng chính là người chịu những cái khổ đau đó. Ý nghĩa nó là vậy đó. Chúc đại chúng an lạc. Ở trong kinh á, có đưa ra ba cái lợi ích của người nghe pháp. Có là gì? Đó là văn thời ích, tu hành thời ích, chuyển thời ích. Nghe có lợi, nghe là có lợi. Cho nên khi nào mình mà nghe được một cái câu Phật Pháp, một cái lời lành đó, thì cái lời lành đó nó giúp cho chúng ta tu hành, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba lợi ích của người nghe Pháp là gì? Văn thời ích, tu thời ích, nghĩa là hành đó, hành thời ích, và cái cuối cùng là chuyển thời ích. Chuyển tức là mình chuyển hóa. Khi mình con người mình tu mà có chuyển hóa là tốt. Tu mà có chuyển hóa. Ngày xưa mình giữ, tu rồi mình hiền. Nhưng mà có nhiều khi mình chuyển ngược. Hồi xưa mình hiền, càng tu càng giữ.
Phải không? Thành thử ra có nhiều khi vậy. Cho nên rồi nhiều Phật tử họ mới sơ cơ, họ bước vô chùa, họ nói tôi muốn đi chùa, mà vô gặp cái bà Phật tử thuần thành đó, cái tôi rùng mình tôi đi ra. Thật là nguy hiểm. Cho nên tu là chuyển, phải không? Chuyển như thế nào mà coi chừng, phải không? Trí tuệ lộn ngược. Phật có nói ba thứ trí tuệ, trong đó có một thứ trí tuệ lộn ngược. Thay vì mình phải đưa cái trí tuệ đó trở vào trong con người mình, thì mình lại ngược lại, mình lật cho nó ra ngoài, nguy hiểm. Cho nên mình, đó là lý do tại sao Phật cứ nhắc chúng ta hoài, văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ. Sau khi mà suy nghĩ rõ ràng rồi thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thì hôm nay trong cái phần tự lợi lợi tha, và đặc biệt là ngày hôm nay, Pháp Hòa rất là không ngờ là ở trong hội trường quý vị đông đảo như vậy. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ hôm nay là ngày thứ 6 nè, quý vị ngày hôm qua đi làm mệt nè, ngày hôm nay được nghỉ nè, chắc là có người đi chơi xa, có người đi coi nhạc, vân vân. Nhưng mà quý vị cũng để thì giờ quý báu đến đây để tham dự cái buổi này, thì Pháp Hòa mới trích một phẩm ở trong cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta có một quyển kinh tên là U Bà Tắc Giới Kinh, tức là kinh nói về hạnh đức của một vị Bồ Tát tại gia. Thì Pháp Hòa trích một phẩm trong đó. Thì cái phẩm này nói về cái gì? Cái phẩm này á, nói về 16 việc của một người nói Pháp và 16 việc của một người nghe Pháp. Trong kinh có nói như thế này. Về cái phần tự lợi, quý vị biết là khi mình học thì mình vừa học xong là mình đã có tự lợi rồi, nhưng mà cái lợi đó chưa đủ. Rồi mình đem ra mình nói cho người khác nghe thì nó truyền bá cái lợi đó ra rất là nhiều. Pháp Hòa nói giống như hôm nay quý vị ngồi đây nghe buổi này tiếng đồng hồ xong, thì sau đó thì cái cuồng băng được thâu, thâu ra rồi thì truyền đi hết. Mà chẳng những mình truyền ở nước ngoài mà còn truyền về tới Việt Nam. Mà Việt Nam là lợi còn hơn nữa, tại vì người nghe Pháp được lợi lạc, mà những người sang băng dĩa bán cũng có lợi, 5.000 dĩa. Thành thử ra mình đang ngồi đây là mình tự lợi, nhưng mà sau buổi này rồi là mình lợi tha lớn lắm. Rồi lâu lâu cái người ta đổi tựa nữa. Pháp Hòa có cái bài nói chuyện gọi là bốn loại thức ăn. Lâu lâu người ta đổi tựa, người ta nói bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Có nhiều Phật tử nói cha không biết ông thầy Pháp Hòa không thích cái gì đâu, đây mình về mình nghe thử coi. Mua về thấy cái dĩa cũ, nhưng mà ăn năn thì việc đã rồi. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm ở trong U Bà Tắc Giới Kinh. Gần đây Pháp Hòa hay giới thiệu quyển kinh đó cho quý Phật tử nghe. Thì Hòa trích một phẩm tự lợi lợi tha. Thì Đức Phật dạy 16 việc của một người nói Pháp. Thứ nhất, một là nói đúng thời. Nói đúng thời là sao? Nói đúng thời có nghĩa là ở nơi nào người ta có tâm cầu mình mới nói. Bởi vì Pháp không có đi nói, người ta không có tâm cầu thì mình có nói người ta không có nghe. Thành thử ra người ta có lời cầu thì mình mới nói. Chẳng hạn như học trò có đến lớp, đến trường thì ông thầy mới dạy. Mà dù chỉ một người cũng nói. Ngày xưa ở Việt Nam ta có cố hòa thượng, đó là ngài Thiện Hoa. Và Pháp Hòa thường nghe quý hòa thượng kể là cố hòa thượng rất là kiên trì với cái chí nguyện hoằng pháp, dù chỉ một người mà có tâm cầu học hòa thượng vẫn dạy. Thì quý vị biết hồi đó Pháp Hòa về Edmonton đi xuất gia, thì thầy viện chủ với Pháp Hòa ở đó lập cái chùa nhỏ nhỏ lên, tổ chức bát quan trai, có 5 người đi thọ bát quan trai, thậm chí có 3 người, nhưng mà vẫn làm. 3 người vẫn tu, 5 người vẫn tu.
Đến năm 1992 Pháp Hòa mở lớp dạy cho người Mỹ. Thì Pháp Hòa đầu tiên cái lớp đó là do họ mời Pháp Hòa đến một cái thành phố kế bên mỗi tuần để giảng cho cái lớp. Và họ có một cái nhóm không phải Phật giáo, nhưng mà cái nhóm đó nó chuyên môn ăn chay, nó gọi là Veggie Group. Thì cái nhóm này là mỗi tháng họ tụ họp một lần, mỗi người nấu một món đồ chay thôi nha, rồi chia sẻ với nhau và khuyến khích với nhau ăn chay. Người Mỹ thì mỗi tháng họ mời qua tới một lần. Đi đâu được vài lần thì xa quá nó cực, họ mới nói thôi bây giờ thầy tổ chức cái chùa đi. Họ kéo đến, họ cũng làm rầm rộ lắm, cái từ từ riết còn đứa. Chắc có lẽ mình giảng hay quá, tù sổng chứng hết trơn. Thế thì còn một người nhưng mà vẫn dạy. Cái anh Tây Phương đó một mình ảnh, mà mỗi tuần ảnh mỗi tới Pháp Hòa vẫn làm. Năm 97 khi dọn qua chùa mới rồi, mở lớp lại lần nữa. Cái ngày đầu tiên Pháp Hòa nhớ có 5 người thôi. Rồi từ từ họ rủ bạn bè, họ đăng báo giùm mình, họ làm, họ rải những cái tờ giấy giới thiệu lớp học Phật Pháp. Mà cái lớp đó từ năm 97 đến bây giờ là 2011 vẫn còn duy trì. Đây hôm nay là thứ 6 phải không? Giờ này chúng ta đang ngồi đây thì ở bên kia các chú cũng đang lo lớp cho người Tây Phương. Và họ đã thành ra một nhóm. Và mỗi tháng họ đi tu học một ngày, từ sáng cho tới chiều, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Mỗi tuần thứ 6 về tu riêng, nhưng mỗi tháng phải có ngày tu học. Có nhiều khi đâu có đông đâu, có nhiều khi có 10 người, 15 người mà vẫn làm. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình, cái bổn phận của mình là người nói, người đi hướng dẫn người ta tu cái gì mình biết. Mà người có lòng người ta đến, không vì những người không đi mà mình lại quên cái người có mặt. Mà nhiều khi mình lại hay thôi thôi bữa nay ít quá thôi miễn. Thì có một lần Pháp Hòa nhớ, có nhiều lúc cái lớp thứ 7 của Phật tử Việt Nam lưa thưa thì Pháp Hòa cũng bỏ lớp. Nhưng mà thầy viện chủ thầy rày, thầy nói mình cái chương trình mình đã đề ra thì phải giữ, bao nhiêu người cũng phải làm. Và do cái lời rày nhẹ của thầy như vậy mà Pháp Hòa vẫn tiếp tục. Cho nên 20 năm nay chưa hề, trừ khi nào đi vắng thôi, chứ còn ở tại chỗ thì mỗi thứ 7 phải có lớp cho Phật tử Việt Nam. Phật tử về công quả ông chùa đó, tối là bắt lên học Phật Pháp hết. Rồi tối thứ 6 cho người Mỹ, tối thứ 7 cho Việt Nam, sáng Chủ nhật công cộng. Mà người công cộng, buổi lễ công cộng có 45 phút nói Pháp. Thì những người Mỹ họ có đến, họ nghe cái, họ đeo cái headphone á, họ nghe mình thông dịch thẳng cho họ nghe luôn. Thì nhiều khi tùy tuần nhưng mà vẫn duy trì. Thì ý Pháp Hòa muốn nói đây á, cái quan trọng là cái tấm lòng của mình đối với Phật Pháp, đối với mọi người. Cho nên đúng thời là như thế nào? Đúng thời không phải là chỗ, cái nơi đó phải đông đảo, phải ca ngợi mình, không. Cái đúng thời là người ta nghe mà người ta hết lòng, và đúng lúc để chúng ta nói. Nhiều khi ở trong chùa hay nói giỡn với nhau mà, thì ví dụ như xong rồi ra ngồi ngoài công cái băng đá trước cửa chùa thì hỏi thêm Phật Pháp đồ, cái nói giờ này giờ thuyết pháp chợ đen. Tức là giờ mà nói giữa công hội chúng, nhưng mà có những lúc Phật tử ngồi đàm đạo nói chuyện, thì những lúc đó không phải là giảng mà chúng ta vấn đáp hỏi đạo với nhau đó. Thì người nói Pháp, một là phải nói đúng thời, thứ hai là nói một cách thành tâm. Nói cách thành tâm là sao? Nói hết lòng, nó không có giấu giếm. Nói mà nói trong lòng mình như thế nào thì mình nói ra như vậy. Vì sao? Vì khi mình nói hết lòng nó mới tuôn được cái chất thật ở trong mình. Nói hết lòng. Cái thứ ba là nói thứ lớp, trình bày có thứ tự mạch lạc để người ta dễ hiểu. Nói thứ lớp. Cái thứ bốn là nói hòa hợp. Nói hòa hợp có nghĩa là nói mà cái lời cho người ta nghe nó dễ chịu.
Nhưng mà cái chỗ này Pháp Hòa cũng xin thưa là có đôi khi á, cái vị thầy nói đó, đôi lúc vô tình chứ không có cố ý dùng những cái từ mà mình nghe mình không nhận được, mình không chấp nhận được, mình nghĩ là cái từ đó nó không có phù hợp, thí dụ vậy đó. Thì có những lúc mình nghe như vậy đó, thì bây giờ mình phải học thêm cái pháp của Phật dạy là thôi thì mình cứ y nghĩa mà bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ có nghĩa là lấy cái nghĩa thôi, đừng có để ý cái lời nói. Cho nên nhiều khi trong đời như vậy, mình sống mình nghe cái vị thầy đó nói pháp, nhưng mà bây giờ mình thấy cái thầy đó hình như làm không có đúng. Trường hợp như vậy đó mà mình cứ nhắm vô cái hành động của vị kia hoài, mình khổ. Mình khổ là mình phiền muộn. Cho nên phải học cái pháp của Phật là y pháp bất y nhân. Thôi mình nghe cái pháp, đừng để ý tới cái người. Tại vì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái quan trọng là chúng ta phải có phần lợi lạc trong khi nghe. Đó, cho nên nãy giờ Pháp Hòa mới nói tới, nó lưu cái chữ tự lợi mà Phật nói đó. Mình phải làm gì để mình tìm cái lợi lạc cho chính mình? Dĩ nhiên người kia có hành động để mình nhìn cái hành động mình học. Nhưng mà có trường hợp cái hành động chưa có, hay là mình chưa nhận được, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi mình đứng ở một cái khía cạnh nào đó mình nhìn chưa thấy, thì thôi mình y nghĩa bất y ngữ, hoặc là y pháp bất y nhân. Đó, để làm chi? Để mình lợi lạc cho mình. Đó, mà lợi lạc cho mình á. Cho nên mình nói, thí dụ mình nói hôm nay tôi đến tôi nghe thầy đó nói pháp, tôi nghe để thầy có lợi. Cũng đúng, nhưng mà trước hết là lợi cho mình. Cho quý vị thấy không, giới luật mà Phật dạy chúng ta ứng dụng, chúng ta tu là tu cho ai? Mình có giữ giới là mình lợi cho mình. Thí dụ giờ mình không ăn trộm thì mình đâu có lo người ta rình bắt mình chi, người ta dòm ngó mình làm gì, người ta coi thường mình không có. Tôi không ăn trộm cắp cho nên tôi liền an lạc, giải thoát, hạnh phúc giới đó. Cho nên cái chữ giới trong nhà Phật được dịch là gì? Là biệt biệt giải thoát. Anh giữ giới nào anh liền giải thoát giới đó. Cho nên trong năm giới anh thọ đi, anh nguyện giữ năm giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ một giới. Anh giữ bốn giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ ba giới. Anh giữ ba giới không được, anh giữ hai giới. Nhưng mà có còn hơn không? Có còn hơn không? Không có khổ. Nhưng mà mình nhớ mình nguyện đó rồi, mình chưa làm được, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng mình đã nguyện, cho nên mình sẽ ráng làm. Cho nên cái nguyện á, cái nguyện là gì? Cái nguyện là cái lời hứa của mình. Nhưng mà cái nguyện nó khác với thề. Thề là nhiều khi người ta ép mình nói mà ta không tin á, cái mình tức quá mình thề. Nhưng mà trong nhà Phật á, nguyện là tự trong thâm tâm của mình nhận ra cái đó là hay thì chúng ta tự phát nguyện. Đó, cho nên á, chúng ta tu là chúng ta phải khuyến cho người ta phát. Cho nên chúng ta có cái danh từ là khuyến phát. Tại sao phải khuyến? Người ta không biết thì mình phải khuyến. Tâm người ta chưa phát, mình phải khuyến cho người ta phát. Cho nên Ngài thực hiện, Ngài có viết cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm Văn, mà cái từ của Ngài dùng là gì? Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Tức là cái bài văn khuyến người ta phát khởi tâm Bồ Đề. Đó, người ta chưa ăn chay được, khuyến khích người ta ăn đi. Ăn chay tự ái, tự tái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thắng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Đó, nghe như vậy tự nhiên ăn rồi ăn sao? Tại ăn chưa được phải không? Thôi ăn ngày mùng 1 đi, coi như ăn nguyên năm. Đó là khuyến khích đó nha. Đừng tưởng vậy rồi ăn có ngày mùng 1 rồi mới khuyến khích. Nhưng mà ăn được một ngày rồi, ăn chay cũng không có khó ăn. Ráng lâu lâu thêm được ngày nữa. Còn người nào mà ăn một ngày không nổi, khuyến người ta ăn nửa buổi. Như hồi sáng này ai mà tới đây dự được cái buổi ăn được nửa ngày chay, phải không? Cho nên khuyến người ta, khuyến trong ép nha. Bố thí khuyến ta, tâm ta chưa phát khuyến ta. Nhưng mà khi tâm người ta phát rồi á, mình phải nhận diện, phải nuôi dưỡng. Mình tiếng Anh nó kêu là mình phải appreciate, tức là mình phải
nhận diện những cái hay đó mà mình cảm nhận, mình tán dương. Trời cho có năm trời cho gì mà có năm bạc vậy, cái là tự nhiên tâm ta thối liền. Cho nên quý vị để ý cái đó, mình khuyến người ta phát, khi tâm người ta phát rồi thì phải mừng. Người kia chưa hề phát mà hôm nay phát tâm được 5 đồng quý lắm, phải không? Cho nên cái quan trọng á, cái quan trọng là mình phải gõ cửa trái tim người ta trước, trước khi mình gõ cửa nhà băng, phải không? Nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Nhưng mà cái kiểu ngoài đời là one by one, ta gõ một người kia, gõ người này gõ lại người kia. Còn mình á, một lời khuyến khích của mình làm cho người ta phát khởi. Cho nên khuyến phát, người ta chưa biết mình khuyến, người ta chưa phát mình khuyến cho người ta phát. Người ta có mà ta không phát. Cho nên á, nói hết lòng, nói thứ lớp, nói hòa hợp. Thứ năm là nói có nghĩa lý. Nói có nghĩa lý là sao? Có nghĩa là mình nói mà phù hợp căn cơ, phù hợp đạo lý. Cho nên cái chữ kinh đó, đơn giản, chữ kinh có hai nghĩa. Kinh nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh mà chúng ta thường nói là kinh này kinh kia, nói cho đủ là khế kinh. Khế là cái gì? Khế lý, khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý, cơ là hợp với căn cơ. Nếu mình nói hợp với lý mà không trùng, không đúng cái cơ người nghe thì là coi như trật lý. Bởi vì người ta lớp 5 mà mình đem toán lớp 12 mình dạy là trật rồi. Cho nên khế lý phải khế cơ. Vì vậy mà kinh nó được hai, trong kinh điển chứa phần hai nghĩa. Quý vị mới thấy trong kinh lúc nào cũng vậy, nói sự nói lý rõ ràng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ bây giờ người mình thiết lễ cúng cầu siêu, rót trà, người ta mới nói trời đất ơi, ai ở đó đâu mà uống mà rót. Không, cái rót trà là bày tỏ tấm lòng của người con đối với người mất, cha mẹ. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đó đạo lý được chuyên chở. Chuyên chở làm sao? Lên non mới biết non cao thâm, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan, đến bạc đầu tháng bài đó. Mình bảo con rót trà cúng mẹ, cúng cha. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đạo lý mình chuyên vô đó. Nuôi con mới biết, lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan đến bạc đầu. Nghe vậy xong người con thấm. Và có nhiều khi người ta sống trong đời mà người ta chưa hề biết nghĩ tưởng tới ai, người ta đắm chìm trong cái con đường lợi danh, thì nghe những cái lời khuyến đó, phải không? Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái danh vọng mình càng cao thì phong ba bão táp càng lớn. Hiểu được như vậy để làm gì? Để sống trong đời có nhiều danh nhiều lợi thì cũng phải biết một chút khiêm cung. Vì mình có biết khiêm cung, biết lễ độ thì người ta cũng thương tình mình chút, vân vân. Vậy thì cái nghĩa lý ở trong nhà Phật là vậy. Cho nên quý vị biết, nhiều khi quý thầy cũng hiểu được tâm lý Phật tử. Ngồi nghe pháp mà thầy cứ rỉ ra, thầy nói hoài, hồi thầy con chả cần biết thầy nói đúng nói sai, bắt đầu con gật đầu con đồng ý là bắt đầu ngủ.
Phải không? Nhưng mà thầy thấy vậy cái bắt đầu thầy hát bài hát lên. Nhưng mà không, hát không có gì, những cái câu hát đó nó có cái gì? Nó có cái tu học ở trong đó. Nó có cái tu học ở trong đó. Chứ mình nghe xong một câu đó cái phấn chấn mình trở lại tỉnh nhất chứ. Nãy giờ mình đang liêm diêm hồn về chính cõi. Nhưng mà nghe xong câu hát đó cái thì mình trở lại mình tỉnh táo nghe tiếp. Đó là cái nghệ thuật. Phải không? Thành thử gọi là nghĩa lý. Cho nên trong này mới có một câu là nói vui vẻ. Nói hết lòng, nói thành tâm mà nói vui vẻ. Thứ bảy là nói tùy theo ý người nghe. Có nhiều khi ở nơi đó Phật tử đã yêu cầu, à hôm nay chúng con muốn nghe cái đề tài đó, thì mình nói. Có khi người ta viết giấy. Giống như ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật sẽ có một buổi vấn đáp. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái gì mà liên hệ đến vấn đề tu học của mình trong đời sống hàng ngày đó, quý vị viết lên. Viết lên rồi ngày mai quý vị gửi lên đây, à, để vào cái chuông này nè. Xong rồi á, ngày mai Pháp Hoài sẽ nhận những cái câu hỏi, chuẩn bị rồi thì ngày Chủ nhật sẽ trả lời cho quý vị nghe. Tại vì nhiều khi á, cái nhu cầu mình muốn hiểu cái đó, mình hỏi được thì mình giải tỏa cái tự nhiên mình thăng, mình tiến tu. Có nhiều khi mình tu tới đó cái mình bị block. Nhưng hôm rồi qua đi Cali gặp một em Phật tử còn trẻ lắm, có 25 tuổi à. Em có nói Pháp Hòa là con có một câu hỏi mà nó cứ vương vấn ở trong lòng 2 năm rưỡi rồi, mà con trông chờ con được gặp thầy để con hỏi. Bữa đó em hỏi xong rồi Pháp Hòa trả lời em thỏa mãn, vui vẻ. Và Pháp Hòa sau đó em phone em thăm, hỏi sao bữa thầy nói vậy có được không. Nói dạ thỏa mãn lắm. Chứ không thôi 2 năm rưỡi nay thì cái câu hỏi đó nó cứ nằm ở trong lòng. Cho nên nhiều khi mình cứ nghe quý thầy nói, lâu lâu mình hỏi. Phải không? Nói hỏi để làm gì? Để quý thầy nói hợp với cái gì mình mong muốn mình được biết. Cái thứ chín là gì? Nói mà không trách mắng người khác, tức là không trách mắng người nghe. Xin thưa với đại chúng là đối với bản thân Pháp Hòa thì hoàn toàn không có dám. Bởi vì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng rằng những gì khi nào Pháp Hòa nghe ai đó giới thiệu mình một cách trang trọng, ví dụ như gọi thượng tọa, gọi giảng sư, pháp sư, sợ lắm. Bởi vì mình chưa dám. Mà những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là những gì trong lòng Pháp Hòa cảm nhận được trong khi mình tu, mình học, rồi đem cái học, cái hiểu đó chia sẻ với đại chúng. Cho nên Pháp Hòa hay thường tự nói với mình, mình giống như con cóc ngồi đáy giếng. Con cóc mà ngồi đáy giếng thì thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà thấy con lộm đó thôi. Thấy con lộm đó thì nói con lộm đó, chứ không dám gọi là thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ thôi. Thì xin quý vị cũng ngồi đây rồi cũng giống như mình trong nhà vậy. Pháp Hòa chia sẻ những gì Pháp Hòa học cho đại chúng nghe vậy. Nói không trách người nghe. Thí dụ bây giờ vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng kinh, mà vì giận hay một phiền một đệ tử nào đó mà đem đệ tử đó ra mà trách mắng là không đúng. Mà thí dụ như bây giờ nếu mà cái người đệ tử đó mình biết đích thị cái vị đó làm cái lỗi gì thì mình có thể gọi lại, mình dạy riêng. Nhưng mà ở trong cái buổi giảng thì mình nói theo kinh điển, nói theo lời Phật mà không có tâm. Thí dụ lỡ mình nghe mà mình nghĩ rằng thầy trách mình á, mà thầy không có đúng bằng cái tâm đó là tại mình nghe lỗi. Lỗi mình nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái tâm á. Hồi nãy cái câu thứ nhì mà Phật dạy nè, nói đúng thời là một, cái thứ hai là phải nói một cách hết lòng và thành tâm, chứ không có được xen cái tâm khác. Xen cái tâm là ồ, bữa nay tôi nhìn xuống tôi thấy có cái người đó, cho nên bữa nay là hay quá, đúng cơ hội cho tôi giũa, cho nên mình đem cái vị đó ra mình giũa là không đúng. Có thể người nghe không ai biết, nhưng mà tự trong tâm mình có cái lỗi là mình đã làm sai nguyên tắc của một vị lên nói pháp.
Cũng giống như bác sĩ nói bệnh là nói chung như vậy. Rồi mỗi người bệnh nhân nghe rồi cảm nhận được bệnh của mình mà tìm cách chuyển hóa. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cái thứ 10 là gì? Nói đúng chánh pháp. Nói đúng chánh pháp. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay trích trong kinh ra là vậy? Tại vì Pháp Hòa muốn mượn lời kinh, mình nương lời Phật, lời Tổ dạy rồi chia sẻ với đại chúng. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng bản thân mình phước đức thì còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Cho nên phải mượn lời kinh ý Phật Tổ để mà chia sẻ. Cho nên hay trích trong kinh, đi đâu cũng trích bài kinh ra rồi chia sẻ với đại chúng. Cũng giống như hôm nay vậy, trích một phẩm trong cái cuốn kinh Ưu Bà Tát Giới, nói về 16 việc của người nói pháp và 16 việc của người nghe pháp. Thì cái người nói pháp là phải nói đúng chánh pháp. Giống như thí dụ bây giờ mình cũng biết quán cơ, người ta chưa có hiểu đạo, mình phải nương cái vị đó, người ta chưa biết đạo mà người ta cầm cái bát quái lên. Quý vị biết cái bát quái trong nhà đó, đến thầy nhờ thầy chú nguyện dùng cái bát quái, cái mình nói ở đây tôi tu cho tôi làm mấy chuyện này, mình làm cho người ta ấy. Bây giờ mình thôi cũng được, thôi bây giờ nhờ thầy chú nguyện còn hơn đem lên miễu, lên đình rồi người ta tống tiền, người ta làm tiền gì đó, phải không? Cho nên thôi thầy cũng chú nguyện. Nhưng mà sau khi chú nguyện rồi, thầy dạy bát quái là gì? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Cái hình nó có 8 cái góc, rồi người ta nương theo cái quẻ dịch đó. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Pháp Hòa đưa cái này xong, Pháp Hòa nói nè, cái này là bát quái mà chú muốn treo nhà để chấn tà chấn ma. Nhà Phật có bát chánh đạo, ai mà tu đúng bát chánh đạo là tà ma không có xâm nhập. Tà ma này là gì? Phiền não khổ đau không tới. Nếu người đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, bát chánh đạo mà có trong nhà mình rồi thì làm sao đau khổ được. Cho nên con đường giải khổ là gì? Đó là bát chánh đạo. Người mà có thấy đúng thì làm gì có chuyện nói trật. Thấy đúng, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, nuôi thân mạng mình đúng, vân vân. Cho nên một cái mà đúng thì cái kia nó đúng. Người chồng trong nhà mà nghiêm túc, nghiêm trang, đàng hoàng thì mình sẽ làm được cái nhà mình nó nghiêm túc. Cho nên thường thường người ta nói gia đình ông chồng là gì? Người chồng, người cha là lương đóng. Cây lương với cây đóng, ta kêu đóng lương, giữ cái nhà cho vững. Đó, nhà vững, nhà an. Cho nên an phải có vợ, nhà an phải có vợ, có mẹ. Cho người Tàu ta viết chữ an, trên này có cái mái nhà, dưới này có người nữ. Người nữ mà có trong nhà thì nhà đó an, cái chữ an viết vậy. Trên có cái nóc, dưới có chữ nữ. Cũng giống như người ta viết chữ nam vậy. Trên chữ lực, dưới chữ điền. Người có sức làm ruộng kêu nam. Tiếng Tàu đã viết vậy đó. Thì nói đúng chánh pháp, nói lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người là sao? Xin thưa đại chúng, mỗi lần lên bất đắc dĩ lắm mà Pháp Hòa mới cái kiểu mà tới đâu cái tự nhiên Phật tử bắt cóc bỏ dĩa mời thầy nói. Chứ thường thường biết mình sắp sửa có một buổi nói chuyện thì phải chuẩn bị tinh thần mình nói cái gì, soạn bài kinh sẵn, phải không? Thành thử ra khi mà soạn như vậy cái lợi mình, khi mà soạn vậy là lợi mình tức khắc rồi nè. Nghe ồ, bữa nay mình tra ra được cái chữ này nữa hà, bữa nay mình hiểu được thêm cái đạo lý này nữa hà, thì đây lợi mình đó. Rồi bây giờ ngồi đây cái lợi người, phải không? Rồi quý vị ngồi cái quý vị lợi mình, nhưng mà về nhà ứng dụng tu hành đúng cái lợi người. Cho nên lợi mình lợi người nó chan hòa với nhau vậy. Cũng giống như người ta kêu tu học. Cái tu á, người muốn tu phải học.
học xong rồi nó, cái học này á, nó bồi đắp cho cái tu. Mà càng tu thì càng rõ ra cái nghĩa học. Cho nên tu học phải rời, không có được rời nhau. Giống như người ta kêu tu hành, tu là phải hành. Hành là gì? Là làm, chứ không phải hành thân ép xác. Thấy nào trò, thấy thầy nào mà tròn trịa quá, nói thầy đó không có tu hành. Hỏi sao vậy? Người ta hành thân ép xác, ta ốm nhôm, sao thầy tròn trịa quá, chắc thầy không hành. Cái chữ hành mà mình hiểu là hành thân ép xác là không có đúng. Chữ hành này là ứng dụng thực hành đó. Ứng dụng thực hành, mình hành đúng cho nên thân thể mình nó mới khỏe mạnh, an vui, tâm hồn mình nó an lạc. Tâm an thân lạc, quý vị thường chúc nhau đó. Mỗi lần Tết tới xin chúc cho bác, cho anh, cho chị thân an tâm lạc. Nói gọn là thân tâm an lạc, phải không? Ăn đúng thì thân an, suy nghĩ đúng là tâm lạc. Người tu có, con người mình chỉ có thân tâm mà tu Phật mà không có trao sửa thân tâm thì làm sao được. Cho nên thân thì phải đoan nghiêm, ý là phải đoan chánh. Ta kêu đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Người đó đoan chánh lắm. Chữ đoan là ngay, chữ chánh là thẳng. Cho nên trong chùa mình kêu chánh điện, thờ Phật ngay giữa, chỗ đó là chỗ quan trọng nhất. Cho nên tiếng Anh dịch là main hall. Chánh điện, main hall. Rồi, bây giờ lợi mình lợi người, quý vị thấy không? Lợi mình lợi người. Đó, gia đình đạo hữu Quảng Đạt Quảng Nguyện thỉnh quý thầy các nơi về, nhưng mà đâu có lợi mình không đâu. Rồi lợi người nữa. Rồi, thứ 12 là gì? Nói không tán loạn. Khi nói là tâm mình phải để ý, không có tán loạn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là để giúp cho cái vị giảng sư, người ta đừng có tán tâm á. Thính chúng phải hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Thứ nhất là phải tắt cell phone. Mà trong khi mình thính pháp là quý thầy đang trùng lại cái lời Phật dạy. Xin lỗi đại chúng là ở trong Phật giáo Trung Hoa đó, người ta dùng cái từ mà mời cái vị thầy mà lên ngồi nghe pháp á, giảng kinh á, quý vị biết người ta dùng từ gì không? Đại Phật tuyên dương. Thay Phật mà nói pháp. Cho nên khi mình mà nghe pháp á, để giúp cho cái tâm của cái người dạ nói chuyện đừng có bị tán loạn á, thứ nhất là mình tắt cái phone tai. Thứ hai, không có nói chuyện. Đừng có khiều, thầy này cũng giảng dở quá. Giảng dở mà không giảng lâu nữa chứ. Không, không có nói chuyện. Hoặc là mình khều, mình nói chuyện này chuyện kia. Hỏi rồi sáng bà có đi chùa không? Trời ơi, chùa bữa nay xảy ra chuyện này chuyện kia. Không có nên. Mình nghe pháp là mình phải chú tâm mình nghe. Cho nên giúp cho cái vị giảng sư tâm không có tán loạn là mình phải ngồi yên mình nghe. Quý vị thấy hồi thời Phật á, quý thầy mà ngồi nghe pháp ha, ngồi nghiêm túc. Con thầy á, trong chúng hội có một thầy thấy khổ sở với cái căn bệnh của thầy. Mà Phật ngưng á, là thầy tỉnh, mà Phật nói là thầy buồn ngủ. Thầy ngồi thầy ngủ hoài vậy đó. Mà cuối cùng thầy phải phát cái nguyện là không ngủ, để trị cái bệnh ngủ của thầy. Cho nên ngồi nghe, nói mà không tán loạn. Mà mình phải trợ duyên. Mình phải trợ duyên cho người nói, không có tán loạn. Cho nên Pháp Hòa cũng rất là mong ở trong chùa, nhưng mà chùa mình chưa làm được. Trong chùa có vài ba Phật tử nên phát tâm, mỗi lần quý thầy nói pháp á, hai ba người thanh niên trẻ phát tâm chơi với các em, để cho các em nó có cái chỗ nó chơi, nó sinh hoạt, để yên cho người lớn nghe pháp. Để khi mình nghe bằng cả cái tâm thanh tịnh đó, thì chữ nghĩa nó mới rót. Còn nghe mà phải bắt phone, phải giải quyết chuyện này chuyện kia là mình nghe nó không có thấm. Giống như người nói vậy, nói mà không có thoải mái, ở chúng hội không có yên tĩnh là tự nhiên mình không có thoải mái. Mà xin thưa là trong thời gian mà đi
chia sẻ Phật pháp nha, thỉnh thoảng Hòa cũng bị là khi bước vô cái chỗ đông quá và người ta không điều hành được cái hội trường á, là tự nhiên cái lòng của mình á nó không có yên, nó làm sao á, nó bị tán loạn, cái tự nhiên cái bài nói chuyện của mình á nó không có hết lòng hết ý trong đó, mình bị tán tâm. Đó là mình biết mình dở rồi đó, phải không? Là mình bị cái hoàn cảnh ngoài nó chi phối. Vậy cho nên cái người nói phải đừng có bị tán tâm. Và muốn giúp cho cái vị nói đừng tán tâm thì hội chúng trợ lực, trợ duyên. Thứ 13 là nói hợp với nghĩa lý. Thứ 14 là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh có nghĩa là mình nói những cái gì sự thật. Và có đôi khi á, những cái chuyện giả tưởng, thí dụ vậy, có nói nhưng mà nó chuyên chở cái ý nghĩa, cái đạo lý. Thứ 15 là nói rồi không sinh lòng kiêu mạn. Nói rồi không sinh lòng kiêu mạn là tự cao, tự đắc. Tôi hôm nay tôi nói cái bài đó hay nhất, hay là bữa đó tôi nói cái bài đó như thế này, như thế kia. Không có. Khởi cái tâm đó tức là mình cũng có chút ít tổn giảm, tức là mình chưa đem hết lòng Phật pháp mình nói. Và cái 16 là gì? Nói mà không cầu phước báo thế gian. Nói mà không cầu phước báo thế gian có nghĩa là bữa nay tôi biết cái người đó có tiền có của nè, hay người đó đóng góp nhiều nè, những cái gì mình nói mà mình còn mong cầu cái lợi dưỡng, cái phước báo bình thường của thế gian thì chưa hợp với cái lòng, cái tâm của cái người nói pháp. Cho nên cái tâm của cái vị là nói pháp quan trọng. Đức Phật thường gọi á, cái vị mà đi giảng kêu là giảng sư đó. Thầy đi giảng là giảng sư. Mà một vị giảng sư á, là phải có ba điều kiện là gì? Phải mặc áo Như Lai, phải vào nhà Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, những nhà từ bi. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Mình đem hết cái lòng mình ra mình nói mà không có một cái chút xíu nào sao có cầu mong cái lợi dưỡng. Cho nên cái đó là 16 việc của một người nói pháp. Ngày xưa trong luận á, có chia ra những cái vị mà ngồi nghe pháp á, gọi là tứ chúng thính pháp. Hồi thời Phật á, có tứ chúng thính pháp. Thứ nhất á, ta gọi là phát khởi chúng. Phát khởi chúng là sao? Là những vị đó đứng dậy: thưa Phật, hôm nay con muốn hỏi chuyện này chuyện này. Quý vị đọc trong kinh, quý vị có nghe thấy những cái trường hợp đó xảy ra không? Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát đứng vậy, chắp tay trang nghiêm, vén y bên phải, quỳ gối sát đất, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do nào? Cái gọi là phát khởi chúng. Cái chúng thứ hai á, gọi là đương cơ chúng. Đương cơ là gì? Cái người đó là cái có cái túc duyên nghe xong một bài pháp, hiểu đạo, phát tâm. Phát tâm liền, nghe xong bài pháp. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà thỉnh thoảng quý vị thấy có nhiều vị á, nghe Phật nói pháp xong cái chứng quả. Phải không? Mình bây giờ cũng vậy. Có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong rồi á, chứng quả gì biết không? Mình chứng được cái quả sơ quả là quả nhập lưu. Sơ quả là quả nhập lưu là gì? Vào dòng thánh, tức là kể từ giờ phút đó tâm mình không còn lui sụp đối với đạo quả, đối với chuyện tu hành nữa. Lúc này tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Vì sao? Vì mình đã xa biển khổ nguồn mê, trước sau gì cũng quay về bờ giác. Cái ý mà đương cơ chúng là vậy. Nhiều khi trong chúng có người đó ngồi đó mà ta nghe xong ta hiểu. Cái thứ ba là gì? Gọi là ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng là sao? Có những vị Bồ Tát hiểu hết những gì Phật nói đó, nhưng mà phải thị hiện ngồi cho trang nghiêm. Để làm gì? Trợ lực cho Phật. Thứ hai là gì? Trợ lực cho người nghe.
Cũng giống như nãy giờ quý vị ngồi đây mà biết có nhiều đại chúng ngồi đây là ảnh hưởng chúng đó. Ảnh hưởng chúng là sao? Những gì mà nói quý vị hiểu hết, quý vị biết hết. Nhưng mà tại vì á, ổng lên nói mình không ngồi nghe, ổng buồn. Ổng có tinh thần kệ ngồi ủng hộ. Không? Rồi nhiều khi mình ngồi như vậy, nhưng mà cái ngồi của mình đó làm cho mọi người khác cũng ngồi và nghe theo, ảnh hưởng chúng. Quý vị biết không, khi quý vị đi tụng kinh cũng vậy, ngồi cho trang nghiêm, trước khi ngồi xuống là phải lấy cái tay nè, đưa cái vạt sao ra, đưa nhẹ thôi nha, đừng có phất một cái ngồi xuống bụi văng. Cái bà ngồi sao bà ghim rồi đó, bà không nói, lát nữa đứng dậy phủi một cái nữa. Có nhiều khi trước khi lại Phật nha, hất cái vạt làm sao một cái, cầm cái vạt trước phạch một cái nữa. Trời đất ơi, y chang như là bái kiến hoàng thượng. Mình là ảnh hưởng chúng là ngồi cho trang nghiêm. Ai có đi vô trễ, đi mạnh, đi nhanh, đừng có dòm ngó vậy hết trơn. Đang ngồi thiền vậy mà nghe cái tiếng cửa cái rắc, ngõ ai vậy? Trời sao vô trễ vậy? Ảnh hưởng chúng. Quý vị nhớ tứ chúng không? Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng. Còn có cái chúng gọi là kết duyên chúng. Kết duyên chúng là sao? Có nhiều người không có chịu nghe kinh, nghe pháp gì hết á, nhưng mà nhờ mình khuyến khích người đó vô nghe đó, thôi kệ, nghe, nhưng mà có khi không thấm, không thích, không gì hết, nhưng đừng lo, kết duyên rồi đó. Người đó kết duyên rồi, phải không? Cho nên con cái trong nhà đó, quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy, nếu người nào vào trong tháp miếu nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói vậy, người nào vào trong tháp miếu chỉ một câu Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật đạo. Tại sao? Vì người đó đã kết duyên rồi. Có một cái ông đó uống rượu say, say quá trời quá đất, đi ngang chùa, thấy để chữ chùa ông chui vô. Ông là Thế Tôn đó hả, Cù Đàm Gotama đó hả, đi tu cạo đầu coi cũng được hen. Ê, cho tôi tu đi, xỉn mà. Nói vậy xong Phật bảo quý thầy cạo đầu cho ông tu. Trời ơi, quý thầy nói tại sao Phật làm kỳ cục vậy, ông xỉn, ông sai mà ông đòi tu, Phật cũng cạo đầu nữa. Phật mới nói các thầy không có biết, cái ông này nè, vô số kiếp rồi, một chữ xuất gia cũng chưa khởi trong đầu nữa, chứ đừng nói ra tới bằng miệng. Hôm nay á, nhờ ông xỉn, tự nhiên trong đầu muốn đi tu, miệng phát ra nói muốn đi tu, Như Lai kết duyên cho ông. Mai ông có ra đời, nhưng mà duyên đã kết, đời kiếp nào đó sẽ gặp lại, phát trong tu. Cho nên mình mới có cái truyền thống là xuất gia gieo duyên. Bây giờ quý vị á, muốn tu lắm, nhưng mà lên thấy tu chưa được. Ta thường nói vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy đóng đi tu không đành. Đóng gì không biết à nha. Có nhiều khi đóng nợ thì sao, có nhiều khi đóng con thì sao, mà cũng có nhiều khi thấy đóng tiền tu không nổi. Thành thử ra, cho nên á, mình chưa hề phát tâm kết duyên, cho nên mình nghe để mình kết cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi thì có một cái đạo hữu, người vợ kể cho Pháp Hòa nghe là chính ông cũng kể luôn. Bữa hôm qua ông gặp, ông mới kể rằng thầy có biết hồi nào tới bây giờ, bà vợ mà nghe băng giảng của quý thầy, mỗi lần mà nghe ông đi làm về mà để cái chìa khóa vô cửa, mà mở cửa một cái là bà phải lập tức bà tắt liền, không dám mở. Bởi vì ông mà nghe là trong nhà nó sùm lên hết. Cho nên bà nghe pháp mà canh hệ ông không sắp sửa đi về tới nhà là tắt cái máy. Bữa đó mở làm sao, lớn quá, ông đi về quên, ông mở cửa mà không nghe, để nguyên cái băng thầy giảng. Trời ơi, bà thấy ổng cái bà điếng hồn, tá quả tâm tình. Bây giờ lỡ rồi, sao đây? Nó thôi kệ đi, tới đầu tới.
cái ông đi tới đi lui, ông nghe coi bộ được ha. Hết cái cuồng băng lợn, bấm một cái nữa, ông nghe lại từ đầu. Nói, cái này gì vậy? Nói, bà nói thì thầy thuyết pháp, ông này nói nghe được nè. Rồi thì kể từ đó ông nghe pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy trong bốn dạng người nghe, có những người chỉ gọi là kết duyên thôi. Mình lên trên chùa mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, chúng con từ lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nhưng vì gia duyên ràng buộc chưa thể suốt đời ghi nhớ được. Hôm nay y lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con về chùa cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng từ bi truyền trao giới pháp Bát Quan Trai cho chúng con, để chúng con tu hành thanh tịnh một ngày một đêm, gieo nhân xuất gia giải thoát. Dễ sợ vậy đó. Nhưng mà vô trong đó rồi chả xuất gia, toàn xuất giá không. Làm sao biết không? Phiền muộn từ sáng tới chiều sao tối. Bây giờ mình xuất gia là cái căn bản nhất, cái cơ bản nhất là gì? À, là phải lìa cái nhà thế tục. Bây giờ mình lìa được cái nhà thế tục rồi, vô chùa. Rồi cái thứ hai là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Mà vô trong đó buồn giận người này, trách móc người kia, tu gieo hạnh xuất gia giải thoát 24 giờ. Mà thêm còn thêm câu nữa nha, để giải thoát đau khổ. Nhưng mà vô trong đó khổ đau 24 giờ tu quăng quại hết 23 giờ. Còn có 1 giờ là gì biết không? Nửa giờ tụng kinh thọ giới và nửa giờ xả giới hết. Khổ như vậy. Cho nên á, bốn chúng của Phật thời xưa, ngày nay chúng ta cũng có bốn chúng: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Cho nên mình ở dạng nào cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp như đại hải, mình bơi lội trong biển đó. Phật pháp như sương, chúng ta đi lâu ngày cũng sẽ thấm. Nghe pháp không có hiểu, nghe riết rồi sẽ hiểu. Một lần nghe chưa đủ, một cuồng băng phải nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thấm. Một lần nghe là một lần hiểu khác, một lần nghe là ý tứ nó khác. Pháp Hòa có những cái quyển kinh đó, lâu lâu Pháp Hòa cứ mở ra coi lại, mà cứ mỗi lần coi lại là Pháp Hòa lại phát hiện ra trong đó lại có nghĩa mới. Hay vậy đó. Cho nên Pháp Hòa từ càng tụng kinh Phật thì càng mới thấy đúng cái danh từ là gọi là vô lượng nghĩa. Trong đó rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Quý vị nhớ cái bài kệ ca ngợi kinh Pháp Hoa không? Hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Mình tụng cái đó rồi, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Lúc đó thân tâm mình đã thanh tịnh, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Tinh chất của cái người con Phật, trên lưỡi sen hồng phóng hào quán. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đâu có phải là chẳng tạo tội hơn núi cả rồi tụng kinh Pháp Hoa đi hết tội. Không phải. Dầu cho tạo tội lỗi lầm đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà ở đây nè, cái để ý cái chỗ là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Diệu pháp đây không phải là chỉ cho kinh Pháp Hoa không, mà phải trở về tiếp nhận được pháp vi diệu đó thì sao? Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Và bốn chúng nghe pháp. Rồi bây giờ mình nghe pháp mình phải nghe làm sao? Ngày xưa có một câu chuyện là cái người ta ví dụ như thế này. Có một giọt nước, nếu mà chỉ là một giọt mà nó rơi từng hạt, nó tạo ra thành một cảnh mưa phùn nên thơ, rất đẹp. Hai người, một cặp tình nhân cầm cái dù đi dưới một cái ngọn mưa nhẹ nhẹ như vậy, nên thơ quá phải không? Nhưng mà nếu tất cả các cái nước mưa đó nó đóng ở một cái hồ nào đó mà nó bể một cái đập, thì cái nước đó ào ạt xuống,
thì nó có khả năng làm gì? Trôi nhà, trôi cửa, và thậm chí hai người đang đi dạo đó cũng bị cuốn trôi. Ở đây cũng thế. Người ta ví dụ từng cái giọt nước mà từng cái tri thức thì nó trở thành ra ít, nhưng chúng ta thường ngày tích lũy thì chúng ta sẽ trở thành ra một biển cả tri thức, và nó có khả năng đẩy tất cả phiền não ra ngoài. Cho nên mỗi buổi chiều, mỗi buổi tụng kinh xong phải có một câu cuối cùng là tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Chỉ có khi nào trí tuệ như biển, chúng ta mới đưa những cái rác rưới phiền não nó ra. Vì vậy mà trong năm cái nghĩa kinh có một nghĩa nữa gọi là tuyền dũng. Hồi nãy Pháp Hòa nói kinh có hai nghĩa phải không? Là nói gọn đó, nói rộng có năm nghĩa, và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng, đẩy ra. Tuyền là suối, dũng là mạnh. Cái dòng suối nó mạnh, nó có khả năng ào ạt xuống và đẩy phiền não ra. Phật pháp mà đi nhau trong rào trong con người mình rồi, nó khả năng như vậy. Thứ nhất là người nói đúng thời thì người nghe cũng đúng thời. Hồi xưa trong luật dạy như thế này: nếu có việc gì muốn hỏi thầy, y áo chỉnh tề lên gõ cửa hỏi thầy. Bằng thấy thầy thân tâm mỏi mệt, khéo lui ra. Hoặc thầy bảo hôm nay thầy mệt thì phải xá mà lui, không được giận tức tỏ bày trên mặt. Trong luật dạy một vị sa di nhỏ tuổi như vậy, mình muốn hỏi thầy cái gì lên hỏi, nhưng mình thấy thầy mệt mỏi thì mình khéo lui. Tại vì thầy mệt thì thầy không đủ tinh thần thầy nói, mà thầy nói mà không hết ý thì mình nghe không hết. Cho nên hỏi phải đúng thời, nghe phải đúng lúc. Cho nên người nói phải đúng lúc, người nghe phải đúng lúc. Cái thứ hai là thích nghe pháp. Giống như chiều nay nè, mình không thích nghe mình đâu có ngồi đây. Giờ này mình đi chơi, mình ở nhà mình sướng hơn, nhưng mà thích nghe pháp cho nên mới ngồi đây. Cái thứ ba là gì? Nghe một cách thành tâm. Thành tâm là sao? Nghe không có phán đoán: thầy này dở, thầy này hay. Xin thưa là trong Phật pháp không có ai hay dở, nhưng mà mỗi người người ta trình bày một cách, mỗi người ta trình bày một cái để cho chúng ta nhận. Giống như thầy toán không thể chê thầy dạy lý, thầy dạy lý không thể chê thầy dạy sử, vì mỗi thầy dạy một môn. Trong ngũ thừa Phật giáo, Phật giáo có năm thừa để tu nha. Người nào sơ cơ quá, còn mới thọ tam quy ngũ giới, ăn chay làm lành gọi là nhân thừa. Bắt đầu cao cao lên chút, thọ thập thiện bố thí, thiên thừa. Nghe pháp, nghe những giáo pháp căn bản để bày tỏ tâm tư là gì? Thanh văn thừa. Tu hành lục độ là Bồ Tát thừa. Rồi tu hành Phật thừa. Tùy theo thầy, mỗi vị ta khai triển một thừa. Cho nên mình ngồi đó mình luận cao thấp là mình không có thành tâm. Tại mình ngồi đó mình nghe để mình phán đoán. Cái thứ tốn là gì? Nghe một cách cung kính. Thứ năm là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Có một lần Pháp Hòa gặp một vị hòa thượng, thì ngài mới kể Hòa nghe. Ngài nói hôm rồi tôi đi giảng, thì tôi lên tôi giảng cái bài giảng đó, tôi giảng xuống xong cái thì cái vị Phật tử đó vô cự tôi quá trời. Hai vợ chồng về gây lộn với nhau, nói là tại sao chuyện trong nhà bà đem kể cho ông thầy nghe, chị ông đem ra ông nói giữa mọi người nghe hết. Mà oan, người vợ không hề nói gì với thầy, chẳng qua là bữa đó thầy giảng nó trúng ngay cái bệnh tình của cái gia đình. Ông chồng về ông tức, ông nói tại sao tôi với bà mới đụng chuyện hồi chiều, bà lên mà nói hết cho ông thầy nghe, bữa nay bà thấy không, ông đâu có giảng pháp đâu, ông đem tôi ra ông giữa mọi người mà oan oan ức. Nghĩa là cuối cùng bà vợ phải gọi cho thầy, thầy phải đính chánh. Thầy nói không, tôi chưa hề gặp bà Phật tử này, thí dụ vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Sư Tử Hống hay lắm. Ở trong đó có một câu, một đoạn Đức Phật nói như thế này: ví như vị lương y biết rõ bệnh và phương thuốc,
Người bệnh chẳng chịu uống, đó là lỗi của người bệnh chứ chẳng lỗi của lương y. Ví như người thí chủ đem tiền ra bố thí, người kia không nhận, đó là lỗi của họ chứ không phải lỗi của người cho. Ví như mặt trời mọc soi sáng hết tất cả mọi nơi, nhưng mà người mù kia chẳng thấy, đó là phần của người không thấy chứ không phải là lỗi của mặt trời. Ví như nước sông Hằng có thể giải trừ sự khát nước, có kẻ khát nước chẳng chịu uống, đây là lỗi của người không chịu uống chứ không phải lỗi của nước sông. Ví như đất là bình đẳng, có thể nuôi tất cả cây cỏ, nhưng mà người nông phu kia không chịu gieo trồng hạt xuống đất đó, thì đó là lỗi của người nông phu chứ không phải lỗi của đất. Quý vị nào mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn hay lắm. Trong cái phẩm Sư Tử Hống, Đức Phật đưa ra rất nhiều những cái ví dụ rất là hay. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình mà nghe pháp á, thì là mình nghe rồi mình nhận, mình ứng dụng, mình tu. Còn nếu mà mình nghe mà mình thấy rằng à, bữa nay thầy này nói cái này, thầy này lỗi cái kia, thì coi như là mình đến đó mình không có tìm cầu cái pháp. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, mình đi lên núi tìm châu báu, nhưng mà trên đường mình đi á, mình lấy sỏi lấy đá bỏ đầy túi. Lên tới đỉnh núi thấy một đống châu báu thì mình lại không nỡ bóc mấy cục đá đó ra, bởi vì mình nghĩ là lâu nay dù gì tôi cũng đã khiêng từ dưới đây lên rồi, bây giờ mà tôi bỏ mấy cục đá này ra thì uổng công tôi quá, thôi thà là tôi đem cục đá về mà nỡ lòng nào bỏ một mớ châu báu. Thì cái người tu cũng thế, trên đường mình tu là đi tìm châu báu, nhưng mà thỉnh thoảng mình lượm mấy cục gạch mình bỏ túi mà mình không hay, mình cứ tưởng đó là châu báu, rồi mình để cho con người mà tâm hồn mình nó nặng nề đó. Cho nên ở trong này Đức Phật dạy là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Thứ sáu là không vì biện luận mà nghe, tức là nghe để lý luận, đem những cái câu hỏi bắt bí, không có tâm hồn gọi là cầu mong hiểu, chứ mà muốn bắt bí cái vị giảng sư thôi. Cho quý vị biết hồi xưa ai mà lên hỏi Phật như vậy thì thường Phật không có trả lời, tại vì Phật nói, Phật có nói thì họ cũng tìm cách họ bắt bẻ, họ không có thành tâm họ nghe, thành thử mình nói nó cũng không có lợi ích, mất thì giờ chứ với mình với họ. Thứ bảy là không vì thắng người khác mà nghe. Thắng người khác mà nghe là nghe cái người kia nghe pháp, mình cũng nghe pháp, nhưng mà nghe không phải để mình học, nghe để làm chi biết không? Để bảo cho người kia biết là tôi nghe nhiều thầy lắm, thầy nào tôi cũng biết hết. Thí dụ vậy đó, cho nên nghe dồn dập vậy đó, nghe mà nó ứ luôn á. Cho mình nghe thì cũng tốt, nhưng mà mình phải biết điều chỉnh cái nghe của mình. Cái thứ bảy, thứ tám là lúc nghe không coi thường người nói. Bởi vì khi mình cái vị mà người ta lên người ta nói, nói dở nói hay thì cũng là lời Phật, như mỗi người ở cái chỗ là có cái biện tài trình bày sao vậy thôi, chứ còn đã lên tới trên đó rồi có dám nói trật đem Phật pháp ra nói, nhưng mà có cách trình bày, có cách nói. Lúc nghe không khinh thường Phật pháp. Thứ mười, lúc nghe không tự khinh mình. Có nhiều khi mình nghe mình nói trời ơi, thầy nói đủ thứ hết mà tôi dại khờ quá, tôi tối tâm quá, tôi không có biết gì hết. Đừng có nói như vậy. Biết chứ, mình không biết làm sao mình ứng dụng mình tu được cho biết á. Nhưng mỗi người mình nhận một cách khác. Quý vị nhớ là Đức Phật ví dụ như thế này, giống như một đám mưa, mưa xuống, hễ cây nhỏ thì thấm nước ít, cây trung thì thấm nước vừa vừa, cây lớn thì thấm nước to. Thành thử ra một cái trận mưa rơi xuống thì nhất định phải có thấm, chứ đừng có khinh mình. Và Đức Phật không có cho như vậy. Cái thứ 11 là vì muốn xa lìa ngũ cái mà nghe. Ngũ cái là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che. Thì trong ngũ cái á, nó có là tham dục, trạo hối, hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ, năm thứ.
hôn trầm, liêm diêm buồn ngủ, tán loạn, tâm mình không có yên. Thứ hai là trạo cử, ngồi không yên, không có tin, gọi là nghi ngờ. Thứ 12 là muốn thọ trì đọc tụng mà nghe. Mình nghe pháp là vì mình muốn thọ trì đọc tụng. Giống như quý vị thấy không, ngày nào mình tụng kinh á, ngày nào cũng tụng mà tụng cũng nhiêu kinh, là tụng tới tụng lui, tụng chi vậy? Bởi vì chữ tụng á nghĩa là lặp lại, lặp đi lặp lại là tụng. Nhưng mà nhờ mình tụng lâu như vậy á, cho nên mình thọ được cái đó, mình thọ được cái ý, rồi mình trì cái đó, cho nên gọi là thọ trì. Thọ là mình tiếp nhận, trì là mình giữ nó. Thấy không? Đọc tụng là mình nhờ đọc tụng cho nên mình mới tiếp nhận. Cho nên ai cho quý vị một cái băng hay cuốn quyển kinh á, quý vị mới có thọ hà. Nhưng mà về đó rồi mình có trì không? Mình có đọc tụng, mình có thọ trì không? Đó, mà có đọc tụng, có thọ trì thì mới giải được cái nghĩa của Như Lai. Cái thứ 14 là gì? Muốn nghe đầy đủ lòng tin, lòng tin mà nghe. Thứ 15 là muốn điều phục chúng sanh. Chữ điều phục là gì? Điều phục có nghĩa là mình điều chỉnh, chế phục chúng sinh. Đây không phải là mọi người xung quanh đâu, cái đó một phần, mà cái quan trọng là chúng sinh ở nơi mình. Mình có nhiều chúng sinh lắm. Phiền não là chúng sinh, giận hờn là chúng sinh, ganh tị là chúng sinh, tật đố là một chúng sinh. Cho nên mình có rất nhiều chúng sinh để mình độ. Cho nên mình phải nghe nhiều Phật pháp để mình độ vô lượng vô số chúng sinh phiền não ở trong mình. Còn những chúng sinh xung quanh mình là ai? Tức là những người xung quanh có đôi khi họ gây những cái phiền não cho mình. Nhưng mình nhờ nghe pháp cho nên mình sao? Nhẫn nhục được, mình điều phục được cái cơn giận của mình. Quý vị có cảm nhận được là từ khi mình nghe Phật pháp, mình hiểu Phật pháp rồi, con người mình có thay đổi không? Có chứ. Mình nhẫn nhục được những người xung quanh phải không? Có chứ. Cho nên mình phục được chúng sanh đó, mình điều phục được chúng sanh tâm này, rồi sau đó mình điều phục chúng sanh xung quanh. Họ thấy mình, trời ơi, hồi xưa tôi đụng tới cái chị đó, cái anh đó là không được á, mà bây giờ bắt đầu có cái tiến bộ, cho người ta thấy được cái màu nhiệm. Cho quý vị nói Phật pháp nhiệm màu. Nhiệm màu ở cái chỗ nào? Đâu phải là phóng quang, đâu phải là linh hiển. Nhiệm màu ở cái chỗ là có khả năng chuyển hóa đau khổ của mình. Đó. Cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ là cứu cái khổ gì? Cứu cái khổ mà do chúng ta tự tạo. Người ta nói mình nghe một câu xong mình buồn 10 năm rồi mà chưa hết. Mình nghe một câu đó mà trong khi đó mình nghe giảng 10 năm mà không thấm một câu. Nó lạ lùng vậy. Trời ơi, cái bài kinh chú Đại Bi á, tôi tụng 10 năm mà tôi không thuộc. Có không? Có. Chú Vãng Sanh á, tôi nhớ cái gì mà già Di Nị và già Na đó, nhưng mà không thuộc được chú Vãng Sanh. Vậy mà một câu nói của người kia mà mình nhớ 10 năm không sót một chữ. Khi mình hiểu được Phật pháp rồi, xả được cái đó. Biết sao biết không? Vì mình biết rõ ràng là ngũ uẩn dai không. Vì sao? Vì mình có quán tự tại, mình có hành thâm bát nhã. Ghê gớm vậy. Chứ bát nhã tâm kinh mở đầu. Hành thâm là phải đi sâu vào cái trí bát nhã để thấy cho được ngũ uẩn là dai không. Bây giờ nói thí dụ nè, mình có cái tai là căn, cái tiếng đó là cái đối tượng, rồi mình có cái phân biệt, đây là tiếng chửi mà, đây là tiếng chê, vì mình có căn, có tiếng, gọi là trần á, là thanh á, rồi mình chấp cái đó cho khổ. Bây giờ thí dụ giờ cũng cái lời nói đó, người này có cái tai nhưng mà cái nhận biết nó không có. Thí dụ như người đó bị lãng tai, mình có nói gì nói họ nghe, họ có khổ không? Họ đâu có khổ. Vậy rõ ràng có phải là ngũ uẩn dai không không? Mà tại mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó thiệt cho mình khổ. Cho nên mình mà độ được, thấy được cái đó rõ ràng rồi, cho nên độ nhất thiết khổ ách. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu vậy đó. Tại sao mình độ nhất thiết khổ ách? Vì mình có quán. Quán là sao? Nhìn sâu thấy rõ. Quán chiếu, mình có quán chiếu, thấy rõ. Vì thấy rõ như vậy cho nên rồi mọi cái phiền não khổ đau nó hết. Đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Vì muốn đoạn trừ văn căn mà nghe.
Văn căn là những cái âm thanh phù phiếm bên ngoài. Cho nên trong chùa muốn con người chúng ta thích nghe tiếng lắm, không có tiếng buồn. Đi về tới nhà là giày chưa cởi, áo khoác chưa ra là bật cái tivi lên cái đã, cho nó rỉ rả trong nhà, phải không? Mà tivi mà vừa tắt là mở nhạc, không bao giờ trong nhà mình. Cho nên chư tổ biết mới chế ra cái chuông nè, chế ra cái mỏ nè. Anh thích nghe tiếng không? Đấy, vô chùa, vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mà hay ghê. Chúng ta cần có một ý niệm tha thứ. Nói theo nhà Phật là hỷ xả, nói theo văn chương thế gian là tha thứ bao dung, nói theo chữ nghĩa tù tội là xá tội. Vậy thì cái ý nghĩa xá tội này cũng không có xấu. Nhưng mà thay vì chúng ta chỉ cúng để gọi là cúng cho quỷ ma, thì chúng ta hãy biến cái ý nghĩa xá tội này thành một pháp tu, thành một ý niệm đẹp để chúng ta sống trong cuộc đời này. Đó là chúng ta sống mà luôn luôn biết hỷ xả, tha thứ, bao dung cho người khác. Bây giờ muốn hỷ xả tha thứ cho họ mình làm cái gì? Có nhiều cách. Một là mình hãy quán tới cái đẹp của họ, để mình thương cái đẹp đó cái mình quên cái xấu. Thường thường á, người nào mình ghét á, không phải tự nhiên đâu, phải có một lần thương rồi mới có một lần ghét. Mà hãy thương nhiều chừng nào lúc đó mới ghét cay đắng chừng đó. Cho nên tại sao thương? Vì họ có cái này dễ thương nè, có cái này nè, họ làm cho mình rất nhiều điều mình thương. Nhưng mà rồi có một ngày làm có một lần thôi là mình ghét tới giờ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm niệm của chúng ta sống rất hẹp. 1000 điều họ làm mình thương, nhưng mà chỉ cần một điều họ làm mình giận thôi là mình sẽ giận họ cho tới đời, trọn đời. Và thậm chí mình nói trọn đời này tôi không bao giờ tha thứ. Mình còn tuyên bố sống để dạ chết đem theo. Rất anh hùng. Cho nên người Mỹ họ có câu á: If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forgets. Mình làm rất nhiều điều tốt, không ai nhớ đâu. Nhưng mà nếu mình làm một điều xấu, chẳng ai quên. Hình như là vậy. Nè, bằng chứng nè. Lên chùa đọc kinh mỗi tuần. Bài kệ có 4 câu thôi mà thuộc còn không hết. Nhưng mà nếu chỉ cần người kia nói xấu mình một câu, nhớ không sai một chữ. Thậm chí còn nhớ nó đứng đâu nó nói nữa. Thậm chí bữa đó nó mặc cái gì nữa. Vậy thì mình thấy cái tâm thức của mình quả thật là một cái địa ngục. Nếu mà cái cửa địa ngục này mở toang ra thì nghĩa là tội nhân mình chứa hết. Mà nếu cửa địa ngục này mở ra thì tội nhân mình xả được. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong tâm mình. Kinh Địa Tạng xác định địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Trong kinh định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là gì? Địa là tối tâm sâu thẳm. Ngục là gì? Là dày chắc sự cố chấp. Dày chắc sự cố chấp, sống đen, sống sâu thẳm trong cố chấp, đó là địa ngục. Kinh điển định nghĩa chữ địa ngục có 6 nghĩa. Một là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Hai, khổ cụ, khổ đầy đủ cái khổ. Thử thời coi, mình ghét cái người đó coi, nó đi mình cũng thấy ghét, nó ngồi mình cũng thấy ghét, nó ăn cũng thấy ghét. Tới hồi mà mình thương nó tụng kinh nghe thấy hay ghê. Mà tới hồi mình ghét nó rồi, cái tụng dở mà tụng mãi lớn. Tới hồi mình ghét rồi là cái gì mình thấy ghét. Mà người Việt Nam mình nói thương ai thương cả đường đi, phải không? Mà mình thương nó rồi á, phải không? Mình ghét nó rồi á, mình thấy cái tròn nó cũng thành ra méo. Cho nên á, mình thương nhau á thì cao 6 bổ 3, ghét nhau rồi cao 6 bổ ra làm 10.
phân ra. Cái khi mình thương người đó rồi á, mình thu gom. Thí dụ cái người đó có cái lỗi nhẹ nhẹ, ôi kệ nó mà, nít mà, thôi kệ nó mà, nó chưa có hiểu mà. Tới hồi mà mình ghét nó rồi, mình bắt đầu mình chia sẻ ra. Nít gì, nít, nít quỷ, nít gì. Tức là khi mà mình ghét rồi là bắt đầu mình chia sẻ, mình chi tiết lắm. Để chi, để có cái cớ để mình ghét. Mà thưa đại chúng, những cái lúc đó là mình phải biết mình đang sống trong tâm niệm của địa ngục. Tại vì lúc đó là khổ cụ. Thấy cái gì cái người đó, cái chỗ nào người đó là khả yểm, là đáng chán. Khổ cụ là đầy đủ khổ cụ. Bất lạc là không vui. Bất lạc là không vui. Có bao giờ mình ghét người đó, mình gặp người đó mình vui bao giờ? Mà khi mà mình thương người đó rồi á, mà người đó không, thậm chí mình thương rồi á, mình ăn ăn cơm lấy cái bóp dằn lên để ăn lát cho người đó ngồi gần. Đi tụng kinh là dành chỗ bế bên cho người đó ngồi. Làm gì cũng có cái ghế cho người đó hết á. Mà tới hồi mà không thích rồi, họ mới vừa xà xuống ngồi, nó tôi bận tôi qua chỗ kia ngồi. Là mình biểu lộ. Cho nên vô gián địa ngục là gì? Là không dừng sự khổ. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ, tiếng Hán dịch là vô gián. Cho nên A Tỳ địa ngục, vô gián địa ngục là một chỗ đó. Nhưng mà hãy nói A Tỳ là nói tiếng Phạn, đừng nói nô tỳ nha, A Tỳ. Chữ A là không, không dừng sự khổ, gọi là A Tỳ. Tiếng Hán dịch là vô gián, nghĩa là không bao giờ gián đoạn sự khổ. Mà bây giờ nếu mình buồn coi, ăn cũng rầu, ngủ cũng không ngủ được, làm cái gì cái khổ nó liên tiên ngày này qua ngày kia, đó là vô gián rồi chứ gì nữa. Vô gián địa ngục. Cho nên á, cái tâm niệm buông xả là cần có đối với tất cả chúng ta, không luận là Phật tử. Ai sống ở đời muốn thảnh thơi nhẹ nhàng thì người đó phải buông. Cho nên trong chùa mới có cái chuông nè, buông, bên kia bóc, bỏ. Cái mỏ là bỏ, cái chuông là buông. Cho nên suốt ngày cứ buông bỏ, mà mình cứ thấy hệ ai bỏ bỏ tôi hốt. Ai buông buông tôi lượm. Cho nên rồi mình lượm, mình nhặt, mình hốt, mình cất, mình giấu, mình che, mình khóa. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái trừ như là buông, bỏ, dục, quăng, ném, liện, đôi. Đôi là tiếng Huế đó. Không thích là đôi đó đi. Rồi trong tiếng của mình là dục, bỏ, quăng, liện, vất, đôi. Thiếu gì chữ thì mình xài. Cho nên vào chùa học bỏ buông. Học bỏ buông là chuông với mỏ. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Buông, bỏ, buông, bỏ. Rồi bỏ, bỏ, buông, buông. Mỏ, chuông, mỏ giao nhau. Mà hãy buông nhiều nào thì mình nhẹ. Nhưng mà cái chữ buông đó là gì? Là không phải đợi gom rồi mới buông. Cũng được, nhưng hơi cực. Cái chữ xả của nhà Phật á, nó có cái hay chỗ này nè. Ngay cái giây phút nó phát hiện, xả liền tại chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như là mình ăn trái sầu riêng, mở mua sầu riêng ra ăn sống muối sầu riêng rồi, thì mình biết rằng cái vỏ sầu riêng này bỏ, nhưng mà tiếc cái mùi. Thôi để một xe, chở đi một vòng ngửi đã đời chịu hết nổi rồi, dừng xe lại bỏ. Nhưng mà bỏ xong rồi á thì cái gì nó còn không xe? Cái mùi nó còn. Phải nãy ăn rồi bỏ đi cho nó khỏe, phải không? Thì cái xả của nhà Phật nó vậy đó. Cái chữ xả của cái chữ từ bi hỷ xả đó, xả là gì? Tiếng Anh dịch là letting go. Thì cái chữ xả là ngay cái giây phút nó vừa đến với mình mà mình nhận ra nó là negative, nó là cái không phải để mình giữ, là bỏ liền chứ đừng ôm. Ôm rồi mà bỏ đó cũng được, nhưng mà cực, nặng hơn chút rồi, mất sức khỏe hết 2 ngày rồi. Thật ra ngay lúc đó mình buông. Thì quý vị phải hiểu cái chữ xả cho nó sâu chỗ đó.
Còn cái chuyện mà người ta đợi mình ôm ấp rồi người ta kêu mình bỏ đó, mình cũng tiếc lắm, mình quăng từ từ. Xả từ từ. Còn ngay cái giây phút mình thấy nó không hợp rồi, xả liền, xả. Vậy thì từ bi hỷ xả, thì cái chữ xả nghĩa sâu sắc là đừng chấp. Nhớ ha, chữ xả của cái nghĩa của nó là đừng chấp, đừng vướng, thì ngay đó xả. Còn mình chấp vướng rồi mà xả thì cũng không sao, nhưng mà hơi cực, hơi cực. Và thưa đại chúng là quý vị nhớ là hễ cái gì còn vướng là cái đó nó kẹt à. Xin lỗi, là bây giờ mình ăn một hột mè nó dính trong cái kẽ răng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, huống chi là nguyên một cái chuyện tày trời nó nằm trong bụng. Mà ngộ cái là mình ăn không tiêu, uống cho nó tiêu. Uống mua đầu mình uống xa xỉ cho nó tiêu, không được rồi uống thuốc. Nghĩa là mình biết là bụng ăn không tiêu là tìm mọi cách cho nó tiêu. Mà cái đó nó cần tiêu mà không cho nó tiêu. Cho nên thường thưa đại chúng, cái chỗ đó Phật gọi là gì biết không? Cái chỗ đó Phật gọi là vô minh. Vô minh là không có sáng. Mà Phật nói cái chữ khác nữa là si mê. Si mê là gì? Thường thường mình hiểu đơn giản là cái người đó đó ôm ấp một hình bóng mà người ta không thương, kêu si tình. Chữ si mê nghĩa của nó là gì? Không thấy được lẽ thật là mê, là si, chứ không có gì hết. Ví dụ như là hai chú tiểu ngồi cãi lộn với nhau. Một chú nói tôi đố thầy, tôi đố huynh, cái gió nó làm cho cái cờ phất phơ. Ông kia nói không, cái cờ nó phất phơ. Tức là một bên nói tại gió, một bên nói tại cờ. Cãi suốt. Lục tổ Huệ Năng đi ngang, Lục tổ nói, mà cái tiếng các vị đó nói tôi đố huynh là gió động hay là cờ động. Nghĩa là gió nó động hay là cái cờ nó động. Hai vị cãi, bên nói gió, bên nói cờ. Lục tổ Huệ Năng đi ngang, lúc đó còn là cư sĩ, chưa có phải được ấn chứng làm tổ, được xuất gia gì hết, còn hình tướng tóc tai của một cư sĩ. Ngài đi ngang, ngài nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Thì lúc đó Hòa Thượng Ấn Tông đứng ở góc, nghe một ông cư sĩ nói câu đó, ngài biết ông là không phải người thường, very special man. Ngài Ấn Tông tới, tôi nghe nói y bác của Lục Tổ, xin lỗi, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền cho một người, chẳng hay có phải là nhân giả chăng? Lúc đó Lục Tổ nhận rồi, nhưng mà đâu có phải như mình, như ta đây chứ ai. Chắp tay lại, không dám, không dám. Cái chữ không dám là một hình thức nhận, nhưng mà nhận rất khiêm cung. Chả dám, chả dám. Lúc đó theo luật, Lục Tổ được ấn, được làm tổ, nhưng mà chưa làm người xuất gia, vẫn phải quỳ xuống cho ngài Ấn Tông làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới đàng hoàng. Sau khi truyền giới đúng luật pháp rồi, Ấn Tông bước xuống, thỉnh Lục Tổ bước lên, bây giờ chúng con là đệ tử, thỉnh tổ nói pháp. Thì ở đây Pháp Hòa muốn kể là câu chuyện đó, nó hơi dài dài cho đại chúng nghe hấp dẫn. Nhưng mà cái chính là nói là gì? Khi chúng ta không thấy được cái nhân do, vì gió thổi một cái vật có cái nhẹ như tấm vải, cho nên mình thấy nó phất phơ. Thấy cái tướng phất phơ của cây cờ, không phải tự cây cờ nó phất, mà do cái duyên gió thổi rồi nó có. Và nếu gió có mà không có cái gì nhẹ để nó hiện cái tướng phất phơ thì không ai nhận ra cái tướng gió. Và nhờ cái tấm vải phất phơ cho nên mình nhận ra được cái tướng của cái gió.
qua cây cờ. Và nếu cây cờ nằm đó mà không có gió thì không thấy được cây cờ phất phơ, thì cây cờ không thể biểu lộ được cái cây cờ. Như vậy trong cuộc sống này, cái này có nhờ cái kia có, cái này sinh nhờ cái kia sinh, chứ không phải tự cái gì mà nó có được. Dặn gân lên cãi, gió hay là cờ, thì có phải là mê không? Mà mê thì gọi là gì? Là si mê. Mà si mê nhà Phật gọi là gì? Là chấp. Mà khi mà vướng cái đó thì chưa gọi là người xả. Bây giờ hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta nói đến cái lễ xá tội vong nhân, thì chúng ta hãy mang cái ý nghĩa xá tội này bằng cách nào? Chúng ta hãy lấy cái quán chiếu để thấy rõ bản chất của mọi thứ chẳng qua là do mình chấp, chứ thật ra nó có cái gì quá đáng để mình chấp đâu. Thí dụ như lỡ nó nói có nhiều đứa nhỏ nó không hiểu, tại mình hay mắng nó con lì quá, nó không nghe, nó đâu có hiểu cái chữ đó chỉ được xài cho người lơ, người nhỏ. Bữa nào nói sao ba lì quá, con nói ba không nghe, cái mình giận nó. Mình giận mình đứa con đó, mình nói nó hổn, mình hận nó suốt đời. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu lý do nào nó nói câu đó là gì. Nó đâu phải là một cái người sanh trưởng ở Việt Nam, mà nó hiểu cái nghĩa đó là cái gì và được dùng với ai. Nó chỉ biết rằng xưa nay mỗi lần nó làm cái gì không nghe là mình nói nó lì, thì nó nghĩ chữ lì là cái chữ để áp dụng cho trường hợp là nói không biết nghe gọi là lì. Tại sao mình lại giận nó? Khi mình hiểu ra được rồi thì sao? Hết chấp. Mà hết chấp thì gọi là xả. Mà xả gọi là nhẹ, nhẹ rõ là bái, mà bay gọi là giải thoát. Cho nên quý vị nhìn cây nhang, cái gì bay lên? Khói. Cái gì rớt xuống? Trò, tàn. Vậy thì hễ trong tâm mình nặng nề thì mình rớt, mà trong tâm mình thảnh thơi như làn khói thì mình bay đi. Vậy thì bây giờ bay, thăng hay giáng là do mình, phải không? Thăng là lên, giáng là xuống. Vậy thăng hay giáng, siêu hay đọa là do mình. Thôi vậy thôi, lễ Vu Lan mình học cái nghĩa đó để mình tự cứu mình, tự cứu người, mà giúp cho người hết khổ gọi là Vu Lan báo hiếu. Giúp cho người hết được cái khổ. Nhiều khi mình nói nặng người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Có một đứa nhỏ con trai bảo lãnh mẹ qua, dẫn bạn về nhà, bà thì ăn hoài, bắt bà già vừa nấu vừa rửa. Bữa nọ bà già nói con ơi con nói bạn con nó phụ má rửa chén, má làm xong má mệt quá mà vừa nấu vừa rửa. Nó nói má đừng có nói nhiều, má đừng có quên đó, cái giấy vội đích của má cũng của con á. Chỉ một câu nói đó thôi mà mỗi lần mà bà già đi vô trong nhà vệ sinh xé cái giấy đi cầu là ngồi khóc. Bây giờ nhớ cái câu đó. Thì quý vị phải thấy là một câu nói mà chúng ta nói nó không có quán chiếu soi rọi sẽ làm cho người khác khổ hơn ở địa ngục. Vậy thì chúng ta đang sống sờ sờ đây mà tâm niệm mình như ở địa ngục. Địa ngục đâu có phải ở lòng đất, địa ngục ở ngay nơi tâm địa của mình. Mà hễ cái tâm địa mình mà mở ra rồi thì mình sẽ nói những lời dễ thương. Tâm địa mình mà đóng lại rồi mình nói toàn là cửa địa ngục. Chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an lạc và sẽ nhận ra chúng ta cần xá tội vong nhân. Nếu mà trách người nào là tội nhân thì hầu như người này ngồi đây không ai là không phải là tội nhân. Quý vị có biết Diêm Vương cũng là tội nhân không? Trong kinh nói ông Diêm Vương là ông vua của cõi địa ngục đúng không? Nhưng mà ổng cũng là tội nhân đó. Nhưng mà ổng có cái người, ổng có cái thề là ổng phải trị tội cái người đó. Cho nên đúng cái giờ đó ổng được lên làm Diêm Vương. Nhưng mà hết cái giờ đó rồi ổng phải trở về làm tội nhân. Cho nên đừng có ham làm Diêm Vương. Đừng có phán xét ai hết á. Tại vì phán xét xong rồi mình cũng chính là người chịu những cái khổ đau đó. Ý nghĩa nó là vậy đó. Chúc đại chúng an lạc. Ở trong kinh đó, có đưa ra ba cái lợi ích của người nghe pháp. Có là gì? Đó là văn thời ích, tu hành thời ích, chuyển thời ích. Nghe có lợi, nghe là có lợi. Cho nên khi nào mình mà nghe được một cái câu Phật pháp, một cái lời lành đó,
thì cái lời lành đó nó giúp cho chúng ta tu hành, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba lợi ích của người nghe pháp là gì? Văn thời ích, tu thời ích, nghĩa là hành đó, hành thời ích, và cái cuối cùng là chuyển thời ích. Chuyển tức là mình chuyển hóa. Khi mình con người mình tu mà có chuyển hóa là tốt. Tu mà có chuyển hóa. Ngày xưa mình giữ, tu rồi mình hiền. Nhưng mà có nhiều khi mình chuyển ngược. Hồi xưa mình hiền, càng tu càng giữ. Phải không? Thành thử ra có nhiều khi vậy. Cho nên rồi nhiều Phật tử họ mới sơ cơ, họ bước vô chùa, họ nói tôi muốn đi chùa, mà vô gặp cái bà Phật tử thuần thành đó, cái tôi rùng mình tôi đi ra. Thật là nguy hiểm. Cho nên tu là chuyển. Phải không? Chuyển như thế nào mà coi chừng. Phải không? Trí tuệ lộn ngược. Phật có nói ba thứ trí tuệ, trong đó có một thứ trí tuệ lộn ngược. Thay vì mình phải đưa cái trí tuệ đó trở vào trong con người mình, thì mình lại ngược lại, mình lật cho nó ra ngoài. Nguy hiểm. Cho nên mình, đó là lý do tại sao Phật cứ nhắc chúng ta hoài, văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ. Sau khi mà suy nghĩ rõ ràng rồi thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thì hôm nay trong cái phần tự lợi lợi tha, và đặc biệt là ngày hôm nay, Pháp Hòa rất là không ngờ là ở trong hội trường quý vị đông đảo như vậy. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ hôm nay là ngày thứ 6 nè, quý vị ngày hôm qua đi làm mệt nè, ngày hôm nay được nghỉ nè, chắc là có người đi chơi xa, có người đi coi nhạc, vân vân. Nhưng mà quý vị cũng để thì giờ quý báu đến đây để tham dự cái buổi này. Thì Pháp Hòa mới trích một phẩm ở trong cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta có một quyển kinh tên là U Bà Tắc Giới Kinh, tức là kinh nói về hạnh đức của một vị Bồ Tát tại gia. Thì Pháp Hòa trích một phẩm trong đó. Thì cái phẩm này nói về cái gì? Cái phẩm này á, nói về 16 việc của một người nói pháp và 16 việc của một người nghe pháp. Trong kinh có nói như thế này về cái phần tự lợi. Quý vị biết là khi mình học thì mình vừa học xong là mình đã có tự lợi rồi, nhưng mà cái lợi đó chưa đủ, rồi mình đem ra mình nói cho người khác nghe thì nó truyền bá cái lợi đó ra rất là nhiều. Pháp Hòa nói giống như hôm nay quý vị ngồi đây nghe buổi này tiếng đồng hồ xong, thì sau đó thì cái cuồng băng được thâu, thâu ra rồi thì truyền đi hết. Mà chẳng những mình truyền ở nước ngoài mà còn truyền về tới Việt Nam. Mà Việt Nam là lợi còn hơn nữa, tại vì người nghe pháp được lợi lạc, mà những người sang băng dĩa bán cũng có lợi, 5,000 dĩa. Thành thử ra mình đang ngồi đây là mình tự lợi, nhưng mà sau buổi này rồi là mình lợi tha lớn lắm. Rồi lâu lâu cái người ta đổi tựa nữa. Pháp Hòa có cái bài nói chuyện gọi là bốn loại thức ăn. Lâu lâu người ta đổi tựa, người ta nói bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Có nhiều Phật tử nói cha không biết ông thầy Pháp Hòa không thích cái gì đâu, đây mình về mình nghe thử coi. Mua về thấy cái dĩa cũ, nhưng mà ăn năn thì việc đã rồi. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một phẩm ở trong U Bà Tắc Giới Kinh. Gần đây Pháp Hòa hay giới thiệu quyển kinh đó cho quý Phật tử nghe. Thì Hòa trích một phẩm tự lợi lợi tha. Thì Đức Phật dạy 16 việc của một người nói pháp. Thứ nhất, một là nói đúng thời. Nói đúng thời là làm sao? Nói đúng thời có nghĩa là ở nơi nào người ta có tâm cầu mình mới nói. Bởi vì pháp không có đi nói, người ta không có tâm cầu thì mình có nói người ta không có nghe. Thành thử ra người ta có lời cầu thì mình mới nói. Chẳng hạn như học trò có đến lớp, đến trường thì ông thầy mới dạy, mà dù chỉ một người cũng nói. Ngày xưa ở Việt Nam ta có cố hòa thượng
đó là Ngài Thiện Hoa. Và Pháp Hòa Thượng nghe quý Hòa Thượng kể là cố Hòa Thượng rất là kiên trì với cái chí nguyện hoằng pháp, dù chỉ một người mà có tâm cầu học Hòa Thượng vẫn dạy. Thì quý vị biết hồi đó Pháp Hòa về Edmonton đi xuất gia, thì thầy viện chủ với Pháp Hòa ở đó lập cái chùa nhỏ nhỏ lên, tổ chức bát quan trai, có 5 người đi thọ bát quan trai, thậm chí có 3 người nhưng mà vẫn làm, 3 người vẫn tu, 5 người vẫn tu. Đến năm 1992 Pháp Hòa mở lớp dạy cho người Mỹ. Thì Pháp Hòa đầu tiên cái lớp đó là do họ mời Pháp Hòa đến một cái thành phố kế bên mỗi tuần để giảng cho cái lớp, và họ có một cái nhóm không phải Phật giáo nhưng mà cái nhóm đó nó chuyên môn ăn chay, nó gọi là Veggie Group. Thì cái nhóm này là mỗi tháng họ tụ họp một lần, mỗi người nấu một món đồ chay thôi nha, rồi chia sẻ với nhau và khuyến khích với nhau ăn chay. Người Mỹ thì mỗi tháng họ mời Pháp Hòa tới một lần, đi đâu được vài lần thì xa quá nó cực, họ mới nói thôi bây giờ thầy tổ chức cái chùa đi. Họ kéo đến, họ cũng làm rầm rộ lắm, cái từ từ riết còn đứa chắc có lẽ mình giảng hay quá tù sổng chứng hết trơn. Thế thì còn một người nhưng mà vẫn dạy. Cái anh Tây Phương đó một mình ảnh mà mỗi tuần ảnh mỗi tới, Pháp Hòa vẫn làm. Năm 97 khi dọn qua chùa mới rồi, mở lớp lại lần nữa, cái ngày đầu tiên Pháp Hòa nhớ có 5 người thôi. Rồi từ từ họ rủ bạn bè, họ đăng báo giùm mình, họ làm, họ rải những cái tờ giấy giới thiệu lớp học Phật Pháp. Mà cái lớp đó từ năm 97 đến bây giờ là 2011 vẫn còn duy trì. Đây hôm nay là thứ 6 phải không? Giờ này chúng ta đang ngồi đây thì ở bên kia các chú cũng đang lo lớp cho người Tây Phương. Và họ đã thành ra một nhóm, và mỗi tháng họ đi tu học một ngày từ sáng cho tới chiều, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Mỗi tuần thứ 6 về tu riêng, nhưng mỗi tháng phải có ngày tu học. Có nhiều khi đâu có đông đâu, có nhiều khi có 10 người, 15 người mà vẫn làm. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình, cái bổn phận của mình là người nói, người đi hướng dẫn người ta tu cái gì mình biết. Mà người có lòng người ta đến, không vì những người không đi mà mình lại quên cái người có mặt. Mà nhiều khi mình lại hay thôi thôi bữa nay ít quá thôi miễn. Thì có một lần Pháp Hòa nhớ, có nhiều lúc cái lớp thứ 7 của Phật tử Việt Nam lưa thưa thì Pháp Hòa cũng bỏ lớp. Nhưng mà thầy viện chủ thầy rày, thầy nói mình cái chương trình mình đã đề ra thì phải giữ, bao nhiêu người cũng phải làm. Và do cái lời rày nhẹ của thầy như vậy mà Pháp Hòa vẫn tiếp tục. Cho nên 20 năm nay chưa hề, trừ khi nào đi vắng thôi, chứ còn ở tại chỗ thì mỗi thứ 7 phải có lớp cho Phật tử Việt Nam. Phật tử về công quả ông chùa đó, tối là bắt lên học Phật Pháp hết. Rồi tối thứ 6 cho người Mỹ, tối thứ 7 cho Việt Nam, sáng Chủ nhật công cộng. Mà người công cộng, buổi lễ công cộng có 45 phút nói Pháp. Thì những người Mỹ họ có đến, họ nghe cái, họ đeo cái headphone á, họ nghe mình thông dịch thẳng cho họ nghe luôn. Thì nhiều khi tùy tuần nhưng mà vẫn duy trì. Thì ý Pháp Hòa muốn nói đây á, cái quan trọng là cái tấm lòng của mình đối với Phật Pháp, đối với mọi người. Cho nên đúng thời là như thế nào? Đúng thời không phải là chỗ, cái nơi đó phải đông đảo, phải ca ngợi mình, không. Cái đúng thời là người ta nghe mà người ta hết lòng, và đúng lúc để chúng ta nói. Nhiều khi ở trong chùa hay nói giỡn với nhau mà, thì ví dụ như xong rồi ra ngồi ngoài công cái băng đá trước cửa chùa thì hỏi thêm Phật Pháp đồ, cái nói giờ này giờ thuyết pháp chợ đen tức là giờ mà nói giữa công hội chúng. Nhưng mà có những lúc Phật tử ngồi đàm đạo nói chuyện thì những lúc đó không phải là giảng mà chúng ta vấn đáp hỏi đạo với nhau đó. Thì người nói Pháp, một là phải nói đúng thời, thứ hai là nói một cách thành tâm. Nói cách thành tâm là sao?
nói hết lòng, nó không có giấu giếm. Nói mà nói trong trong lòng mình như thế nào thì mình nói ra như vậy. Vì sao? Vì khi mình nói hết lòng nó mới tuôn được cái chất thật ở trong mình. Nói hết lòng. Cái thứ ba là nói thứ lớp, trình bày có thứ tự mạch lạc để người ta dễ hiểu. Nói thứ lớp. Cái thứ bốn là nói hòa hợp. Nói hòa hợp có nghĩa là nói mà cái lời cho người ta nghe nó dễ chịu. Nhưng mà cái chỗ này Pháp Hòa cũng xin thưa là có đôi khi á, cái vị thầy nói đó, đôi lúc vô tình chứ không có cố ý dùng những cái từ mà mình nghe mình không nhận được, mình không chấp nhận được, mình nghĩ là cái từ đó nó không có phù hợp. Thí dụ vậy đó. Thì có những lúc mình nghe như vậy đó, thì bây giờ mình phải học thêm cái pháp của Phật dạy là thôi thì mình cứ y nghĩa mà bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ có nghĩa là lấy cái nghĩa thôi, đừng có để ý cái lời nói. Cho nên nhiều khi trong đời như vậy, mình sống mình nghe cái vị thầy đó nói pháp, nhưng mà bây giờ mình thấy cái thầy đó hình như làm không có đúng. Trường hợp như vậy đó mà mình cứ nhắm vô cái hành động của vị kia hoài, mình khổ. Mình khổ là mình phiền muộn. Cho nên phải học cái pháp của Phật là y pháp bất y nhân. Thôi mình nghe cái pháp, đừng để ý tới cái người. Tại vì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là cái quan trọng là chúng ta phải có phần lợi lạc trong khi nghe. Đó, cho nên nãy giờ Pháp Hòa mới nói tới, nó lưu cái chữ tự lợi mà Phật nói. Mình phải làm gì để mình tìm cái lợi lạc cho chính mình. Dĩ nhiên người kia có hành động để mình nhìn cái hành động mình học. Nhưng mà có trường hợp cái hành động chưa có, hay là mình chưa nhận được, chứ không phải là không có đâu. Nhiều khi mình đứng ở một cái khía cạnh nào đó mình nhìn chưa thấy, thì thôi mình y nghĩa bất y ngữ, hoặc là y pháp bất y nhân. Đó, để làm chi? Để mình lợi lạc cho mình. Đó, mà lợi lạc cho mình á. Cho nên mình nói, thí dụ mình nói hôm nay tôi đến tôi nghe thầy đó nói pháp, tôi nghe để thầy có lợi. Cũng đúng, nhưng mà trước hết là lợi cho mình. Cho quý vị thấy không, giới luật mà Phật dạy chúng ta ứng dụng, chúng ta tu là tu cho ai? Mình có giữ giới là mình lợi cho mình. Thí dụ giờ mình không ăn trộm thì mình đâu có lo người ta rình bắt mình chi, người ta dòm ngó mình làm gì, người ta coi thường mình không có. Tôi không ăn trộm cắp cho nên tôi liền an lạc, giải thoát, hạnh phúc giới đó. Cho nên cái chữ giới trong nhà Phật được dịch là gì? Là biệt biệt giải thoát. Anh giữ giới nào anh liền giải thoát giới đó. Cho nên trong năm giới anh thọ đi, anh nguyện giữ năm giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ một giới. Anh giữ bốn giới mà anh giữ chưa nổi, anh giữ ba giới. Anh giữ ba giới không được, anh giữ hai giới. Nhưng mà có còn hơn không? Có còn hơn không? Không có khổ. Nhưng mà mình nhớ mình nguyện đó rồi, mình chưa làm được, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng mình đã nguyện, cho nên mình sẽ ráng làm. Cho nên cái nguyện á, cái nguyện là gì? Cái nguyện là cái lời hứa của mình. Nhưng mà cái nguyện nó khác với thề. Thề là nhiều khi người ta ép mình nói mà ta không tin á, cái mình tức quá mình thề. Nhưng mà trong nhà Phật á, nguyện là tự trong thâm tâm của mình nhận ra cái đó là hay thì chúng ta tự phát nguyện. Đó, cho nên á, chúng ta tu là chúng ta phải khuyến cho người ta phát. Cho nên chúng ta có cái danh từ là khuyến phát. Tại sao phải khuyến? Người ta không biết thì mình phải khuyến. Tâm người ta chưa phát, mình phải khuyến cho người ta phát. Cho nên Ngài thật hiền, Ngài có viết cái bài văn Phát Bồ Đề Tâm Văn, mà cái từ của Ngài dùng là gì? Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là cái bài văn khuyến người ta phát khởi tâm Bồ Đề. Đó, người ta chưa ăn chay được, khuyến khích người ta ăn đi, ăn chay tự ái tự tái vô biên, lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thắng. Ăn chay để giải nghiệp căn, đem ngoài cầu nguyện cao thăng độ đời. Đó, nghe như vậy tự nhiên ăn rồi ăn sao? Tại ăn chưa được phải không? Thôi ăn ngày mùng 1 đi, coi như ăn nguyên năm. Đó là khuyến khích đó nha.
Đừng tưởng vậy rồi ăn có ngày mùng 1 rồi mới khuyến khích. Nhưng mà ăn được một ngày rồi, ăn chay cũng không có khó ăn, ráng lâu lâu thêm được ngày nữa. Còn người nào mà ăn một ngày không nổi, khuyến tăng nửa buổi. Như hồi sáng này ai mà tới đây dự được cái buổi ăn được nửa ngày chay, phải không? Cho nên khuyến người ta, khuyến trong ép nha, bố thí khuyến ta, tâm ta chưa phát khuyến ta. Nhưng mà khi tâm người ta phát rồi á, mình phải nhận diện, phải nuôi dưỡng. Mình tiếng Anh nó kêu là mình phải appreciate, tức là mình phải sao nhận diện những cái hay đó, mình cảm nhận, mình tán dương. Trời cho có năm trời cho gì mà có năm bạc vậy, cái là tự nhiên tâm ta thối liền. Cho nên quý vị để ý cái đó, mình khuyến người ta phát, khi tâm người ta phát rồi thì phải mừng. Người kia chưa hề phát mà hôm nay phát tâm được 5 đồng quý lắm, phải không? Cho nên cái quan trọng á, cái quan trọng là mình phải gõ cửa trái tim người ta trước, trước khi mình gõ cửa nhà băng, phải không? Nó có cái bài hát gõ cửa trái tim. Nhưng mà cái kiểu ngoài đời là one by one, ta gõ một người kia, gõ người này gõ lại người kia. Còn mình á, một lời khuyến khích của mình làm cho người ta phát khởi. Cho nên khuyến phát, người ta chưa biết mình khuyến, người ta chưa phát mình khuyến cho người ta phát. Người ta có mà ta không phát. Cho nên á, nói hết lòng, nói thứ lớp, nói hòa hợp. Thứ năm là nói có nghĩa lý. Nói có nghĩa lý là sao? Có nghĩa là mình nói mà phù hợp căn cơ, phù hợp đạo lý. Cho nên cái chữ kinh đó, đơn giản chữ kinh có hai nghĩa. Kinh nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh mà chúng ta thường nói là kinh này kinh kia, nói cho đủ là khế kinh. Khế là cái gì? Khế lý, khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý, cơ là hợp với căn cơ. Nếu mình nói hợp với lý mà không trùng, không đúng cái cơ người nghe thì là coi như trật lý. Bởi vì người ta lớp 5 mà mình đem toán lớp 12 mình dạy là trật rồi. Cho nên khế lý phải khế cơ. Vì vậy mà kinh nó được hai, trong kinh điển chứa phần hai nghĩa. Quý vị mới thấy trong kinh lúc nào cũng vậy, nói sự nói lý rõ ràng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ bây giờ người mình thiết lễ cúng cầu siêu, rót trà, người ta mới nói trời đất ơi, ai ở đó đâu mà uống mà rót. Không, cái rót trà là bày tỏ tấm lòng của người con đối với người mất, cha mẹ. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đó đạo lý được chuyên chở. Chuyên chở làm sao? Lên non mới biết non cao thâm, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan, đến bạc đầu tháng bài đó. Mình bảo con rót trà cúng mẹ, cúng cha. Nhưng mà trong khi rót ly trà đó, đạo lý mình chuyên vô đó. Nuôi con mới biết, lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ cực khổ lo toan đến bạc đầu. Nghe vậy xong người con thấm. Và có nhiều khi người ta sống trong đời mà người ta chưa hề biết nghĩ tưởng tới ai, người ta đắm chìm trong cái con đường lợi danh, thì nghe những cái lời khuyến đó, phải không? Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái danh vọng mình càng cao thì
phong ba bão táp càng lớn. Hiểu được như vậy để làm gì? Để sống trong đời có nhiều danh nhiều lợi thì cũng phải biết một chút khiêm cung. Vì mình có biết khiêm cung, biết lễ độ thì người ta cũng thương tình mình chút, vân vân. Vậy thì cái nghĩa lý ở trong nhà Phật là vậy. Cho nên quý vị biết, nhiều khi quý thầy cũng hiểu được tâm lý Phật tử. Ngồi nghe pháp mà thầy cứ rỉ rá, thầy nói hoài, hồi thầy con chả cần biết thầy nói đúng nói sai, bắt đầu con gật đầu con đồng ý là bắt đầu ngủ. Phải không? Nhưng mà thầy thấy vậy cái bắt đầu thầy hát bài hát lên. Nhưng mà hát không có gì, những cái câu hát đó nó có cái gì? Nó có cái tu học ở trong đó. Nó có cái tu học ở trong đó. Chứ mình nghe xong một câu đó cái phấn chấn mình trở lại tỉnh nhất chứ. Nãy giờ mình đang liêm diêm hồn về chính cõi. Nhưng mà nghe xong câu hát đó cái thì mình trở lại, mình tỉnh táo nghe tiếp. Đó là cái nghệ thuật. Phải không? Thành thử gọi là nghĩa lý. Cho nên trong này mới có một câu là nói vui vẻ. Nói hết lòng, nói thành tâm mà nói vui vẻ. Thứ bảy là nói tùy theo ý người nghe. Có nhiều khi ở nơi đó Phật tử đã yêu cầu, à hôm nay chúng con muốn nghe cái đề tài đó, thì mình nói. Có khi người ta viết giấy, giống như ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật sẽ có một buổi vấn đáp. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái gì mà liên hệ đến vấn đề tu học của mình trong đời sống hàng ngày đó, quý vị viết lên. Viết lên rồi ngày mai quý vị gửi lên đây, à, để vào cái chuông này nè. Xong rồi á, ngày mai Pháp Hoài sẽ nhận những cái câu hỏi chuẩn bị rồi, thì ngày Chủ nhật sẽ trả lời cho quý vị nghe. Tại vì nhiều khi á, cái nhu cầu mình muốn hiểu cái đó, mình hỏi được thì mình giải tỏa, cái tự nhiên mình thăng, mình tiến tu. Có nhiều khi mình tu tới đó cái mình bị block. Nhưng hôm rồi qua đi Cali gặp một em Phật tử còn trẻ lắm, có 25 tuổi à. Em có nói Pháp Hòa là con có một câu hỏi mà nó cứ vương vấn ở trong lòng 2 năm rưỡi rồi, mà con trông chờ con được gặp thầy để con hỏi. Bữa đó em hỏi xong rồi Pháp Hòa trả lời em thỏa mãn, vui vẻ. Và Pháp Hòa sau đó em phone em thăm, hỏi sao bữa thầy nói vậy có được không? Nói dạ thỏa mãn lắm. Chứ không thôi 2 năm rưỡi nay thì cái câu hỏi đó nó cứ nằm ở trong lòng. Cho nên nhiều khi mình cứ nghe quý thầy nói, lâu lâu mình hỏi. Phải không? Nói hỏi để làm gì? Để quý thầy nói hợp với cái gì mình mong muốn mình được biết. Cái thứ chín là gì? Nói mà không trách mắng người khác, tức là không trách mắng người nghe. Xin thưa với đại chúng là đối với bản thân Pháp Hòa thì hoàn toàn không có dám. Bởi vì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng rằng những gì khi nào Pháp Hòa nghe ai đó giới thiệu mình một cách trang trọng, ví dụ như gọi thượng tọa, gọi giảng sư, pháp sư, sợ lắm. Bởi vì mình chưa dám. Mà những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là những gì trong lòng Pháp Hòa cảm nhận được trong khi mình tu, mình học, rồi đem cái học, cái hiểu đó chia sẻ với đại chúng. Cho nên Pháp Hòa hay thường tự nói với mình, mình giống như con cóc ngồi đáy giếng. Con cóc mà ngồi đáy giếng thì thấy trời được bao nhiêu, nhưng mà thấy con lộm đó thôi. Thấy con lộm đó thì nói con lộm đó, chứ không dám gọi là thuyết pháp, giảng kinh, chia sẻ thôi. Thì xin quý vị cũng ngồi đây rồi cũng giống như mình trong nhà vậy, Pháp Hòa chia sẻ những gì Pháp Hòa học cho đại chúng nghe vậy. Nói không trách người nghe. Thí dụ bây giờ vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng kinh mà vì giận hay một phiền một đệ tử nào đó mà đem đệ tử đó ra mà trách mắng là không đúng. Mà thí dụ như bây giờ nếu mà cái người đệ tử đó mình biết đích thị cái vị đó làm cái lỗi gì thì mình có thể gọi lại, mình dạy riêng. Nhưng mà ở trong cái buổi giảng thì mình nói theo kinh điển, nói theo lời Phật mà không có tâm. Thí dụ lỡ mình nghe mà mình nghĩ rằng thầy trách mình á,
mà thầy không có đúng bằng cái tâm đó là tại mình nghe lỗi, lỗi mình nghe. Nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái tâm á. Hồi nãy cái câu thứ nhì Phật dạy nè, nói đúng thời là một, cái thứ hai là phải nói một cách hết lòng và thành tâm, chứ không có được xen cái tâm khác. Xen cái tâm là ồ, bữa nay tôi nhìn xuống tôi thấy có cái người đó, cho nên bữa nay là hay quá, đúng cơ hội cho tôi giũa, cho nên mình đem cái vị đó ra mình giũa là không đúng. Có thể người nghe không ai biết, nhưng mà tự trong tâm mình có cái lỗi là mình đã làm sai nguyên tắc của một vị lên nói pháp. Cũng giống như bác sĩ nói bệnh là nói chung như vậy. Rồi mỗi người bệnh nhân nghe rồi cảm nhận được bệnh của mình mà tìm cách chuyển hóa. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cái thứ 10 là gì? Nói đúng chánh pháp. Nói đúng chánh pháp. Cho nên tại sao Pháp Hòa hay trích trong kinh ra là vậy? Tại vì Pháp Hòa muốn mượn lời kinh, mình nương lời Phật, lời Tổ dạy rồi chia sẻ với đại chúng. Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng bản thân mình phước đức thì còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thực sự vững bền. Cho nên phải mượn lời kinh ý Phật Tổ để mà chia sẻ. Cho nên hay trích trong kinh, đi đâu cũng trích bài kinh ra rồi chia sẻ với đại chúng. Cũng giống như hôm nay vậy, trích một phẩm trong cái cuốn kinh Ưu Bà Tát Giới, nói về 16 việc của người nói pháp và 16 việc của người nghe pháp. Thì cái người nói pháp là phải nói đúng chánh pháp. Giống như thí dụ bây giờ mình cũng biết quán cơ, người ta chưa có hiểu đạo, mình phải nương cái vị đó, người ta chưa biết đạo mà người ta cầm cái bát quái lên. Quý vị biết cái bát quái trong nhà đó, đến thầy nhờ thầy chú nguyện dùng cái bát quái, cái mình nói ở đây tôi tu cho tôi làm mấy chuyện này, mình làm cho người ta ấy. Bây giờ mình thôi cũng được, thôi bây giờ nhờ thầy chú nguyện còn hơn đem lên miễu, lên đình rồi người ta tống tiền, người ta làm tiền gì đó, phải không? Cho nên thôi thầy cũng chú nguyện. Nhưng mà sau khi chú nguyện rồi, thầy dạy bát quái là gì? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Cái hình nó có 8 cái góc, rồi người ta nương theo cái quẻ dịch đó. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi. Pháp Hòa đưa cái này xong, Pháp Hòa nói nè, cái này là bát quái mà chú muốn treo nhà để chấn tà chấn ma. Nhà Phật có bát chánh đạo, ai mà tu đúng bát chánh đạo là tà ma không có xâm nhập. Tà ma này là gì? Phiền não khổ đau không tới. Nếu người đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm định, bát chánh đạo mà có trong nhà mình rồi thì làm sao đau khổ được. Cho nên con đường giải khổ là gì? Đó là bát chánh đạo. Người mà có thấy đúng thì làm gì có chuyện nói trật. Thấy đúng, nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, nuôi thân mạng mình đúng, vân vân. Cho nên một cái mà đúng thì cái kia nó đúng. Người chồng trong nhà mà nghiêm túc, nghiêm trang, đàng hoàng thì mình sẽ làm được cái nhà mình nó nghiêm túc. Cho nên thường thường người ta nói gia đình ông chồng là gì? Người chồng, người cha là lương đóng. Cây lương với cây đóng, ta kêu đóng lương, giữ cái nhà cho vững. Đó, nhà vững, nhà an. Cho nên an phải có vợ, nhà an phải có vợ, có mẹ. Cho người Tàu ta viết chữ an, trên này có cái mái nhà, dưới này có người nữ. Người nữ mà có trong nhà thì nhà đó an, cái chữ an viết vậy. Trên có cái nóc, dưới có chữ nữ. Cũng giống như người ta viết chữ nam vậy. Trên chữ lực, dưới chữ điền, người có sức làm ruộng kêu nam. Tiếng Tàu đã viết vậy đó. Thì nói đúng chánh pháp, nói lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người là sao? Xin thưa đại chúng, mỗi lần lên bất đắc dĩ lắm mà Pháp Hòa mới cái kiểu mà tới đâu cái tự nhiên
Phật tử bắt cóc bỏ dĩa mời thầy nói, chứ thường thường biết mình sắp sửa có một buổi nói chuyện thì phải chuẩn bị tinh thần mình nói cái gì, soạn bài kinh sẵn, phải không? Thành thử ra khi mà soạn như vậy cái lợi mình, khi mà soạn vậy là lợi mình tức khắc rồi nè. Ngay ồ bữa nay mình tra ra được cái chữ này nữa hà, bữa nay mình hiểu được thêm cái đạo lý này nữa hà, thì đây lợi mình đó. Rồi bây giờ ngồi đây cái lợi người, phải không? Rồi quý vị ngồi cái quý vị lợi mình, nhưng mà về nhà ứng dụng tu hành đúng cái lợi người. Cho nên lợi mình lợi người nó chan hòa với nhau vậy. Cũng giống như người ta kêu tu học. Cái tu á, người muốn tu phải học. Học xong rồi nó, cái học này á, nó bồi đắp cho cái tu. Mà càng tu thì càng rõ ra cái nghĩa học. Cho nên tu học phải rời, không có được rời nhau. Giống như người ta kêu tu hành, tu là phải hành. Hành là gì? Là làm, chứ không phải hành thân ép xác. Thấy nào trò, thấy thầy nào mà tròn trịa quá, nói thầy đó không có tu hành. Hỏi sao vậy? Người ta hành thân ép xác, ta ốm nhôm, sao thầy tròn trịa quá, chắc thầy không hành. Cái chữ hành mà mình hiểu là hành thân ép xác là không có đúng. Chữ hành này là ứng dụng thực hành đó. Ứng dụng thực hành, mình hành đúng cho nên thân thể mình nó mới khỏe mạnh, an vui, tâm hồn mình nó an lạc. Tâm an thân lạc, quý vị thường chúc nhau đó. Mỗi lần Tết tới xin chúc cho bác, cho anh, cho chị thân an tâm lạc. Nói gọn là thân tâm an lạc, phải không? Ăn đúng thì thân an, suy nghĩ đúng là tâm lạc. Người tu có, con người mình chỉ có thân tâm mà tu Phật mà không có trao sửa thân tâm thì làm sao được. Cho nên thân thì phải đoan nghiêm, ý là phải đoan chánh. Ta kêu đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Người đó đoan chánh lắm. Chữ đoan là ngay, chữ chánh là thẳng. Cho nên trong chùa mình kêu chánh điện, thờ Phật ngay giữa. Chỗ đó là chỗ quan trọng nhất. Cho nên tiếng Anh dịch là main hall. Chánh điện, main hall. Rồi bây giờ lợi mình lợi người, quý vị thấy không? Lợi mình lợi người đó. Gia đình đạo hữu Quảng Đạt Quảng Nguyện thỉnh quý thầy các nơi về, nhưng mà đâu có lợi mình không đâu, lợi người nữa. Rồi thứ 12 là gì? Nói không tán loạn. Khi nói là tâm mình phải để ý, không có tán loạn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là để giúp cho cái vị giảng sư, người ta đừng có tán tâm á, thính chúng phải hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Thứ nhất là phải tắt cell phone. Mà trong khi mình thính pháp là quý thầy đang trùng lại cái lời Phật dạy. Xin lỗi đại chúng là ở trong Phật giáo Trung Hoa đó, người ta dùng cái từ mà mời cái vị thầy mà lên ngồi nghe pháp á, giảng kinh á, quý vị biết người ta dùng từ gì không? Đại Phật tuyên dương. Thay Phật mà nói pháp. Cho nên khi mình mà nghe pháp á, để giúp cho cái tâm của cái người dạ nói chuyện đừng có bị tán loạn á, thứ nhất là mình tắt cái phone tai. Thứ hai, không có nói chuyện. Đừng có khiều, thầy này cũng giảng dở quá. Giảng dở mà không giảng lâu nữa chứ. Không có nói chuyện. Hoặc là mình khều, mình nói chuyện này chuyện kia. Hỏi hồi sáng bà có đi chùa không? Trời ơi chùa bữa nay xảy ra chuyện này chuyện kia. Không có nên. Mình nghe pháp là mình phải chú tâm mình nghe. Cho nên giúp cho cái vị giảng sư tâm không có tán loạn là mình phải ngồi yên mình nghe. Quý vị thấy hồi thời Phật á, quý thầy mà ngồi nghe pháp ha, ngồi nghiêm túc. Con thầy á, trong chúng hội có một thầy thấy khổ sở với cái căn bệnh của thầy. Mà Phật ngưng á, là thầy tỉnh, mà Phật nói là thầy buồn ngủ. Thầy ngồi thầy ngủ hoài vậy đó. Mà cuối cùng thầy phải phát cái nguyện là không ngủ, để trị cái bệnh ngủ của thầy. Cho nên ngồi nghe, nói mà không tán loạn. Mà mình phải trợ duyên. Mình phải trợ duyên cho người nói, không có tán loạn. Cho nên Pháp Hòa cũng rất là mong ở trong chùa, nhưng mà chùa mình chưa làm được.
trong chùa có vài ba Phật tử nên phát tâm mỗi lần quý thầy nói pháp á, hai ba người thanh niên trẻ phát tâm chơi với các em để cho các em nó có cái chỗ nó chơi, nó sinh hoạt, để yên cho người lớn nghe pháp. Để khi mình nghe bằng cả cái tâm thanh tịnh á, thì chữ nghĩa nó mới rót. Còn nghe mà phải bắt phone, phải giải quyết chuyện này chuyện kia là mình nghe nó không có thấm. Giống như người nói vậy, nói mà không có thoải mái, ở chúng hội không có yên tĩnh là tự nhiên mình không có thoải mái. Mà xin thưa là trong thời gian mà đi chia sẻ Phật pháp nha, thỉnh thoảng qua cũng bị là khi bước vô cái chỗ đông quá mà người ta không điều hành được cái hội trường á, là tự nhiên cái lòng của mình á nó không có yên, nó làm sao á, nó bị tán loạn, cái tự nhiên cái bài nói chuyện của mình á nó không có hết lòng hết ý trong đó, mình bị tán tâm. Đó là mình biết mình dở rồi đó, phải không? Là mình bị cái hoàn cảnh ngoài nó chi phối. Vậy cho nên cái người nói phải đừng có bị tán tâm. Và muốn giúp cho cái vị nói đừng tán tâm thì hội chúng trợ lực, trợ duyên. Thứ 13 là nói hợp với nghĩa lý. Thứ 14 là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh có nghĩa là mình nói những cái gì sự thật. Và có đôi khi á, những cái chuyện giả tưởng, thí dụ vậy, có nói nhưng mà nó chuyên chở cái ý nghĩa, cái đạo lý. Thứ 15 là nói rồi không sinh lòng kiêu mạn. Nói rồi không sinh lòng kiêu mạn là tự cao, tự đắc. Tôi hôm nay tôi nói cái bài đó hay nhất, hay là bữa đó tôi nói cái bài đó như thế này, như thế kia. Không có. Khởi cái tâm đó tức là mình cũng có chút ít tổn giảm, tức là mình chưa đem hết lòng Phật pháp mình nói. Và cái 16 là gì? Nói mà không cầu phước báo thế gian. Nói mà không cầu phước báo thế gian có nghĩa là bữa nay tôi biết cái người đó có tiền có của nè, hay người đó đóng góp nhiều nè, những cái gì mình nói mà mình còn mong cầu cái lợi dưỡng, cái phước báo bình thường của thế gian thì chưa hợp với cái lòng, cái tâm của cái người nói pháp. Cho nên cái tâm của cái vị là nói pháp quan trọng. Đức Phật thường gọi á, cái vị mà đi giảng kêu là giảng sư đó. Thầy đi giảng là giảng sư. Mà một vị giảng sư á, là phải có ba điều kiện là gì? Phải mặc áo Như Lai, phải vào nhà Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi nhẫn, nhà từ bi. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Mình đem hết cái lòng mình ra mình nói mà không có một cái chút xíu nào sao có cầu mong cái lợi dưỡng. Cho nên cái đó là 16 việc của một người nói pháp. Ngày xưa trong luận á, có chia ra những cái vị mà ngồi nghe pháp á, gọi là tứ chúng thính pháp. Hồi thời Phật á, có tứ chúng thính pháp. Thứ nhất á, ta gọi là phát khởi chúng. Phát khởi chúng là sao? Là những vị đó đứng dậy: thưa Phật, hôm nay con muốn hỏi chuyện này chuyện này. Quý vị đọc trong kinh, quý vị có nghe thấy những cái trường hợp đó xảy ra không? Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát đứng vậy, chắp tay trang nghiêm, vén y bên phải, quỳ gối sát đất, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do nào? Cái gọi là phát khởi chúng. Cái chúng thứ hai á, gọi là đương cơ chúng. Đương cơ là gì? Cái người đó là cái có cái túc duyên nghe xong một bài pháp, hiểu đạo, phát tâm. Phát tâm liền, nghe xong bài pháp. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà thỉnh thoảng quý vị thấy có nhiều vị á, nghe Phật nói pháp xong cái chứng quả. Phải không? Mình bây giờ cũng vậy. Có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong rồi á, chứng quả gì biết không? Mình chứng được cái quả sơ quả là quả nhập lưu. Sơ quả là quả nhập lưu là gì?
vào dòng thánh, tức là kể từ giờ phút đó tâm mình không còn lui sụp đối với đạo quả, đối với chuyện tu hành nữa. Lúc này tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Vì sao? Vì mình đã xa biển khổ nguồn mê, trước sau gì cũng quay về bờ giác. Cái ý mà đương cơ chúng là vậy. Nhiều khi trong chúng có người đó ngồi đó mà ta nghe xong ta hiểu. Cái thứ ba là gì? Gọi là ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng là làm sao? Có những vị Bồ Tát hiểu hết những gì Phật nói đó, nhưng mà phải thị hiện ngồi cho trang nghiêm. Để làm gì? Trợ lực cho Phật. Thứ hai là gì? Trợ lực cho người nghe. Cũng giống như nãy giờ quý vị ngồi đây mà biết có nhiều đại chúng ngồi đây là ảnh hưởng chúng đó. Ảnh hưởng chúng là sao? Những gì mà nói quý vị hiểu hết, quý vị biết hết. Nhưng mà tại vì ổng lên nói mình không ngồi nghe, ổng buồn. Ổng có tinh thần kệ ngồi ủng hộ. Đấy không? Rồi nhiều khi mình ngồi như vậy, nhưng mà cái ngồi của mình đó làm cho mọi người khác cũng ngồi và nghe theo, ảnh hưởng chúng. Quý vị biết không, khi quý vị đi tụng kinh cũng vậy. Ngồi cho trang nghiêm, trước khi ngồi xuống là phải lấy cái tay nè, đưa cái vạt sao ra, đưa nhẹ thôi nha, đừng có phất một cái. Ngồi xuống bụi văn, cái bà ngồi sao bà ghim rồi đó, bà không nói. Lát nữa đứng dậy phủi một cái nữa. Có nhiều khi trước khi lại Phật nha, hất cái vạt sao một cái, cầm cái vạt trước phạch một cái nữa. Trời đất ơi, y chang như là bái kiến hoàng thượng. Mình là ảnh hưởng chúng là ngồi cho trang nghiêm. Ai có đi vô trễ, đi mạnh, đi nhanh, đừng có dòm ngó vậy hết trơn. Đang ngồi thiền vậy mà nghe cái tiếng cửa cái rắc, ngõ ai vậy? Trời sao vô trễ vậy? Ảnh hưởng chúng. Quý vị nhớ tứ chúng không? Thứ nhất là gì? Phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng. Còn có cái chúng gọi là kết duyên chúng. Kết duyên chúng là sao? Có nhiều người không có chịu nghe kinh, nghe pháp gì hết á, nhưng mà nhờ mình khuyến khích người đó vô nghe đó. Thôi kệ, nghe. Nhưng mà có khi không thấm, không thích, không gì hết, nhưng đừng lo, kết duyên rồi đó. Người đó kết duyên rồi, phải không? Cho nên con cái trong nhà đó, quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy, nếu người nào vào trong tháp miếu nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa nói vậy. Người nào vào trong tháp miếu chỉ một câu Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật đạo. Tại sao? Vì người đó đã kết duyên rồi. Có một cái ông đó uống rượu say, say quá trời quá đất, đi ngang chùa thấy để chữ chùa ông chui vô. Ông là Thế Tôn đó hả, Cù Đàm Gotama đó hả, đi tu cạo đầu coi cũng được hen. Ê, cho tôi tu đi, xỉn mà. Nói vậy xong Phật bảo quý thầy cạo đầu cho ông tu. Trời ơi, quý thầy nói tại sao Phật làm kỳ cục vậy, ông xỉn ông sai mà ông đòi tu Phật cũng cạo đầu nữa. Phật mới nói các thầy không có biết, cái ông này nè vô số kiếp rồi, một chữ xuất gia cũng chưa khởi trong đầu nữa, chứ đừng nói ra tới bằng miệng. Hôm nay á, nhờ ổng xỉn tự nhiên trong đầu muốn đi tu, miệng phát ra nói muốn đi tu, Như Lai kết duyên cho ổng. Mai ổng có ra đời, nhưng mà duyên đã kết, đời kiếp nào đó sẽ gặp lại, phát trong tu. Cho nên mình mới có cái truyền thống là xuất gia gieo duyên. Bây giờ quý vị á, muốn tu lắm, nhưng mà lên thấy tu chưa được. Ta thường nói vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy đóng đi tu không đành. Đóng gì không biết à nha. Có nhiều khi đóng nợ thì sao, có nhiều khi đóng con thì sao, mà cũng có nhiều khi thấy đóng tiền tu không nổi. Thành thử ra, cho nên á, mình chưa hề phát tâm kết duyên, cho nên mình nghe để mình kết cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa đi thì có một cái đạo hữu, người vợ kể cho Pháp Hòa nghe là chính ông cũng kể luôn. Bữa hôm qua ông gặp,
ông mới kể rằng thầy có biết hồi nào tới bây giờ bà vợ mà nghe băng giảng của quý thầy, mỗi lần mà nghe ông đi làm về mà để cái chìa khóa vô cửa mà mở cửa một cái là bà phải lập tức bà tắt liền, không dám mở. Bởi vì ông mà nghe là trong nhà nó sùm lên hết. Cho nên bà nghe pháp mà canh hệ ông không sắp sửa đi về tới nhà là tắt cái máy. Bữa đó mở làm sao lớn quá, ổng đi về quên, ổng mở cửa mà không nghe, để nguyên cái băng thầy giảng. Trời ơi, bà thấy ổng cái bà điếng hồn, tá quả tâm tình. Bây giờ lỡ rồi sao đây? Nó thôi kệ đi, tới đâu tới. Cái ông đi tới đi lùi, ông nghe coi bộ được ha. Hết cái cuồng băng lợn, bấm một cái nữa, ông nghe lại từ đầu. Nói, cái này gì vậy? Nói, bà nói thì thầy thuyết pháp, ông này nói nghe được nè. Rồi thì kể từ đó ông nghe pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy trong bốn dạng người nghe, có những người chỉ gọi là kết duyên thôi. Mình lên trên chùa mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, chúng con từ lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nhưng vì gia duyên ràng buộc chưa thể suốt đời ghi nhớ được. Hôm nay y lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, chúng con về chùa cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng từ bi truyền trao giới pháp Bát Quan Trai cho chúng con, để chúng con tu hành thanh tịnh một ngày một đêm, gieo nhân xuất gia giải thoát. Dễ sợ vậy đó. Nhưng mà vô trong đó rồi chả xuất gia, toàn xuất giá không. Làm sao biết không? Phiền muộn từ sáng tới chiều sao tối. Bây giờ mình xuất gia là cái căn bản nhất, cái cơ bản nhất là gì? À, là phải lìa cái nhà thế tục. Bây giờ mình lìa được cái nhà thế tục rồi, vô chùa. Rồi cái thứ hai là gì? Xuất phiền não gia, ra khỏi nhà phiền não. Mà vô trong đó buồn giận người này, trách móc người kia, tu gieo hạnh xuất gia giải thoát 24 giờ. Mà thêm còn thêm câu nữa nha, để giải thoát đau khổ. Nhưng mà vô trong đó khổ đau 24 giờ tu quăng quại hết 23 giờ. Còn có 1 giờ là gì biết không? Nửa giờ tụng kinh thọ giới và nửa giờ xả giới hết. Khổ như vậy. Cho nên á, bốn chúng của Phật thời xưa, ngày nay chúng ta cũng có bốn chúng: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng và kết duyên chúng. Cho nên mình ở dạng nào cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp như đại hải, mình bơi lội trong biển đó. Phật pháp như sương, chúng ta đi lâu ngày cũng sẽ thấm. Nghe pháp không có hiểu, nghe riết rồi sẽ hiểu. Một lần nghe chưa đủ, một cuồng băng phải nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thấm. Một lần nghe là một lần hiểu khác, một lần nghe là ý tứ nó khác. Pháp Hòa có những cái quyển kinh đó, lâu lâu Pháp Hòa cứ mở ra coi lại, mà cứ mỗi lần coi lại là Pháp Hòa lại phát hiện ra trong đó lại có nghĩa mới. Hay vậy đó. Cho nên Pháp Hòa từ càng tụng kinh Phật thì càng mới thấy đúng cái danh từ là gọi là vô lượng nghĩa. Trong đó rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Quý vị nhớ cái bài kệ ca ngợi kinh Pháp Hoa không? Hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Mình tụng cái đó rồi, trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Lúc đó thân tâm mình đã thanh tịnh, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Tinh chất của cái người con Phật, trên lưỡi sen hồng phóng hào quán, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Đâu có phải là chẳng tạo tội hơn núi cả rồi tụng kinh Pháp Hoa đi hết tội. Không phải. Dầu cho tạo tội lỗi lầm đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà ở đây nè, cái để ý cái chỗ là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Diệu pháp đây không phải là chỉ cho kinh Pháp Hoa không, mà phải trở về tiếp nhận được pháp vi diệu đó thì sao? Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. Và bốn chúng nghe pháp. Rồi bây giờ mình nghe pháp mình phải nghe làm sao?
Ngày xưa có một câu chuyện là cái người, người ta ví dụ như thế này: có một giọt nước, nếu mà chỉ là một giọt mà nó rơi từng hạt, nó tạo ra thành một cảnh mưa phùn nên thơ, rất đẹp. Hai người, một cặp tình nhân cầm cái dù đi dưới một cái ngọn mưa nhẹ nhẹ như vậy, nên thơ quá phải không? Nhưng mà nếu tất cả các cái nước mưa đó nó đóng ở một cái hồ nào đó mà nó bể một cái đập, thì cái nước đó ào ạt xuống, thì nó có khả năng làm gì? Trôi nhà, trôi cửa, và thậm chí hai người đang đi dạo đó cũng bị cuốn trôi. Ở đây cũng thế. Người ta ví dụ từng cái giọt nước mà từng cái tri thức thì nó trở thành ra ít, nhưng chúng ta thường ngày tích lũy thì chúng ta sẽ trở thành ra một biển cả tri thức, và nó có khả năng đẩy tất cả phiền não ra ngoài. Cho nên mỗi buổi chiều, mỗi buổi tụng kinh xong phải có một câu cuối cùng là tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Chỉ có khi nào trí tuệ như biển, chúng ta mới đưa những cái rác rưới phiền não nó ra. Vì vậy mà trong năm cái nghĩa kinh có một nghĩa nữa gọi là tuyền dũng. Hồi nãy Pháp Hòa nói kinh có hai nghĩa phải không? Là nói gọn đó, nói rộng có năm nghĩa, và trong đó có một cái nghĩa là tuyền dũng, đẩy ra. Tuyền là suối, dũng là mạnh. Cái dòng suối nó mạnh, nó có khả năng ào ạt xuống và đẩy phiền não ra. Phật pháp mà đi nhau trong rào trong con người mình rồi, nó khả năng như vậy. Thứ nhất là người nói đúng thời thì người nghe cũng đúng thời. Hồi xưa trong luật dạy như thế này: nếu có việc gì muốn hỏi thầy, y áo chỉnh tề lên gõ cửa hỏi thầy, bằng thấy thầy thân tâm mỏi mệt khéo lui ra, hoặc thầy bảo hôm nay thầy mệt thì phải xá mà lui, không được giận tức tỏ bày trên mặt. Trong luật dạy một vị sa di nhỏ tuổi như vậy, mình muốn hỏi thầy cái gì lên hỏi, nhưng mình thấy thầy mệt mỏi thì mình khéo lui, tại vì thầy mệt thì thầy không đủ tinh thần thầy nói, mà thầy nói mà không hết ý thì mình nghe không hết. Cho nên hỏi phải đúng thời, nghe phải đúng lúc. Cho nên người nói phải đúng lúc, người nghe phải đúng lúc. Cái thứ hai là thích nghe pháp. Giống như chiều nay nè, mình không thích nghe mình đâu có ngồi đây. Giờ này mình đi chơi, mình ở nhà mình sướng hơn, nhưng mà thích nghe pháp cho nên mới ngồi đây. Cái thứ ba là gì? Nghe một cách thành tâm. Thành tâm là sao? Nghe không có phán đoán: thầy này dở, thầy này hay. Xin thưa là trong Phật pháp không có ai hay dở, nhưng mà mỗi người, người ta trình bày một cách, mỗi người ta trình bày một cái để cho chúng ta nhận. Giống như thầy toán không thể chê thầy dạy lý, thầy dạy lý không thể chê thầy dạy sử, vì mỗi thầy dạy một môn. Trong ngũ thừa Phật giáo, Phật giáo có năm thừa để tu nha. Người nào sơ cơ quá, còn mới thọ tam quy ngũ giới, ăn chay làm lành gọi là nhân thừa. Bắt đầu cao cao lên chút, thọ thập thiện bố thí, thiên thừa. Nghe pháp, nghe những giáo pháp căn bản để bày tỏ tâm tư là gì? Thanh văn thừa. Tu hành lục độ là Bồ Tát thừa. Rồi tu hành Phật thừa. Tùy theo thầy, mỗi vị ta khai triển một thừa. Cho nên mình ngồi đó mình luận cao thấp là mình không có thành tâm. Tại mình ngồi đó mình nghe để mình phán đoán. Cái thứ bốn là gì? Nghe một cách cung kính. Thứ năm là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Có một lần Pháp Hòa gặp một vị hòa thượng, thì ngài mới kể Hòa nghe. Ngài nói hôm rồi tôi đi giảng, thì tôi lên tôi giảng cái bài giảng đó, tôi giảng xuống xong cái thì cái vị Phật tử đó vô cự tôi quá trời. Hai vợ chồng về gây lộn với nhau, nói là tại sao chuyện trong nhà bà đem kể cho ông thầy nghe, chị ông đem ra ông nói giữa mọi người nghe hết mà oan.
Người vợ không hề nói gì với thầy, chẳng qua là bữa đó thầy giảng nó trúng ngay cái bệnh tình của cái gia đình. Ông chồng về ông tức, ông nói tại sao tôi với bà mới đụng chuyện hồi chiều, bà lên mà nói hết cho ông thầy nghe, bữa nay bà thấy không, ông đâu có giảng pháp đâu, ông đem tôi ra ông giữa mọi người mà oan ức. Nghĩa là cuối cùng bà vợ phải gọi cho thầy, thầy phải đính chánh. Thầy nói không, tôi chưa hề gặp bà Phật tử này, thí dụ vậy đó. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm Sư Tử Hống hay lắm. Ở trong đó có một câu, một đoạn Đức Phật nói như thế này: ví như vị lương y biết rõ bệnh và phương thuốc, người bệnh chẳng chịu uống, đó là lỗi của người bệnh chứ chẳng lỗi của lương y. Ví như người thí chủ đem tiền ra bố thí, người kia không nhận, đó là lỗi của họ chứ không phải lỗi của người cho. Ví như mặt trời mọc soi sáng hết tất cả mọi nơi, nhưng mà người mù kia chẳng thấy, đó là phần của người không thấy chứ không phải là lỗi của mặt trời. Ví như nước sông Hằng có thể giải trừ sự khát nước, có kẻ khát nước chẳng chịu uống, đây là lỗi của người không chịu uống chứ không phải lỗi của nước sông. Ví như đất là bình đẳng, có thể nuôi tất cả cây cỏ, nhưng mà người nông phu kia không chịu gieo trồng hạt xuống đất đó, thì đó là lỗi của người nông phu chứ không phải lỗi của đất. Quý vị nào mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn hay lắm, trong cái phẩm Sư Tử Hống, Đức Phật đưa ra rất nhiều những cái ví dụ rất là hay. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình mà nghe pháp á, thì là mình nghe rồi mình nhận, mình ứng dụng, mình tu. Còn nếu mà mình nghe mà mình thấy rằng à, bữa nay thầy này nói cái này, thầy này lỗi cái kia, thì coi như là mình đến đó mình không có tìm cầu cái pháp. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, mình đi lên núi tìm châu báu, nhưng mà trên đường mình đi á, mình lấy sỏi lấy đá bỏ đầy túi, lên tới đỉnh núi thấy một đống châu báu, thì mình lại không nỡ bóc mấy cục đá đó ra, bởi vì mình nghĩ là lâu nay dù gì tôi cũng đã khiêng nó từ dưới đây lên rồi, bây giờ mà tôi bỏ mấy cục đá này ra thì uổng công tôi quá, thôi thà là tôi đem cục đá về mà nỡ lòng nào bỏ một mớ châu báu. Thì cái người tu cũng thế, trên đường mình tu là đi tìm châu báu, nhưng mà thỉnh thoảng mình lượm mấy cục gạch mình bỏ túi mà mình không hay. Mình cứ tưởng đó là châu báu, rồi mình để cho con người mà tâm hồn mình nó nặng nề đó. Cho nên ở trong này Đức Phật dạy là nghe mà không tìm lỗi của người nói. Thứ sáu là không vì biện luận mà nghe, tức là nghe để lý luận, đem những cái câu hỏi bắt bí, không có tâm hồn gọi là cầu mong hiểu, chứ mà muốn bắt bí cái vị giảng sư thôi. Cho quý vị biết hồi xưa á, ai mà lên hỏi Phật như vậy á, thì thường Phật không có trả lời. Tại vì Phật nói á, Phật có nói thì họ cũng tìm cách, họ bắt bẻ, họ không có thành tâm họ nghe, thành thử mình nói nó cũng không có lợi ích, mất thì giờ chứ với mình với họ. Thứ bảy là không vì thắng người khác mà nghe. Thắng người khác mà nghe là nghe cái người kia nghe pháp, mình cũng nghe pháp. Nhưng mà nghe không phải để mình học, nghe để làm chi biết không? Để bảo cho người kia biết là tôi nghe nhiều thầy lắm, thầy nào tôi cũng biết hết. Thí dụ vậy đó, cho nên nghe dồn dập vậy đó. Nghe mà nó ứ luôn á. Cho mình nghe thì cũng tốt, nhưng mà mình phải biết điều chỉnh cái nghe của mình. Cái thứ 7, thứ 8 là lúc nghe không coi thường người nói. Bởi vì khi mình cái vị mà người ta lên người ta nói dở nói hay thì cũng là lời Phật, như mỗi người ở cái chỗ là có cái biện tài trình bày sao vậy thôi, chứ còn đã lên tới trên đó rồi có dám nói trật đem Phật pháp ra nói, nhưng mà có cách trình bày, có cách nói. Lúc nghe không khinh thường Phật pháp. Thứ 10, lúc nghe không tự khinh mình. Có nhiều khi mình nghe mình nói trời ơi, thầy nói đủ thứ hết mà tôi dại khờ quá, tôi tối tâm quá, tôi không có biết gì hết. Đừng có nói như vậy.
Biết chứ, mình không biết làm sao mình ứng dụng mình tu được cho biết á. Nhưng mỗi người mình nhận một cách khác. Quý vị nhớ là Đức Phật ví dụ như thế này, giống như một đám mưa, mưa xuống, hễ cây nhỏ thì thấm nước ít, cây trung thì thấm nước vừa vừa, cây lớn thì thấm nước to. Thành thử ra một cái trận mưa rơi xuống thì nhất định phải có thấm, chứ đừng có khinh mình. Và Đức Phật không có cho như vậy. Cái thứ 11 là vì muốn xa lìa ngũ cái mà nghe. Ngũ cái là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che. Thì trong ngũ cái á, nó có là tham dục, trạo hối, hôn trầm, tán loạn, nghi ngờ. Năm thứ. Hôn trầm, liêm diêm, buồn ngủ. Tán loạn, tâm mình không có yên. Thứ hai là trạo cử, ngồi không yên, không có tin, gọi là nghi ngờ. Thứ 12 là muốn thọ trì đọc tụng mà nghe. Mình nghe pháp là vì mình muốn thọ trì đọc tụng. Giống như quý vị thấy không, ngày nào mình tụng kinh á, ngày nào cũng tụng mà tụng cũng nhiêu kinh, là tụng tới tụng lui, tụng chi vậy? Bởi vì chữ tụng á nghĩa là lặp lại, lặp đi lặp lại là tụng. Nhưng mà nhờ mình tụng lâu như vậy á, cho nên mình thọ được cái đó, mình thọ được cái ý, rồi mình trì cái đó, cho nên gọi là thọ trì. Thọ là mình tiếp nhận, trì là mình giữ nó. Thấy không? Đọc tụng là mình nhờ đọc tụng cho nên mình mới tiếp nhận. Cho nên ai cho quý vị một cái băng hay cuốn quyển kinh á, quý vị mới có thọ hà. Nhưng mà về đó rồi mình có trì không? Mình có đọc tụng, mình có thọ trì không? Đó, mà có đọc tụng, có thọ trì thì mới giải được cái nghĩa của Như Lai. Cái thứ 14 là gì? Muốn nghe đầy đủ lòng tin, lòng tin mà nghe. Thứ 15 là muốn điều phục chúng sanh. Chữ điều phục là gì? Điều phục có nghĩa là mình điều chỉnh, chế phục chúng sinh. Đây không phải là mọi người xung quanh đâu, cái đó một phần, mà cái quan trọng là chúng sinh ở nơi mình. Mình có nhiều chúng sinh lắm. Phiền não là chúng sinh, giận hờn là chúng sinh, ganh tị là chúng sinh, tật đố là một chúng sinh. Cho nên mình có rất nhiều chúng sinh để mình độ. Cho nên mình phải nghe nhiều Phật pháp để mình độ vô lượng vô số chúng sinh phiền não ở trong mình. Còn những chúng sinh xung quanh mình là ai? Tức là những người xung quanh có đôi khi họ gây những cái phiền não cho mình. Nhưng mình nhờ nghe pháp cho nên mình sao? Nhẫn nhục được, mình điều phục được cái cơn giận của mình. Quý vị có cảm nhận được là từ khi mình nghe Phật pháp, mình hiểu Phật pháp rồi, con người mình có thay đổi không? Có chứ. Mình nhẫn nhục được những người xung quanh phải không? Có chứ. Cho nên mình phục được chúng sanh đó, mình điều phục được chúng sanh tâm này, rồi sau đó mình điều phục chúng sanh xung quanh. Họ thấy mình, trời ơi, hồi xưa tôi đụng tới cái chị đó, cái anh đó là không được á, mà bây giờ bắt đầu có cái tiến bộ, cho người ta thấy được cái màu nhiệm. Cho quý vị nói Phật pháp nhiệm màu. Nhiệm màu ở cái chỗ nào? Đâu phải là phóng quang, đâu phải là linh hiển. Nhiệm màu ở cái chỗ là có khả năng chuyển hóa đau khổ của mình. Đó. Cho nên người ta gọi đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ là cứu cái khổ gì? Cứu cái khổ mà do chúng ta tự tạo. Người ta nói mình nghe một câu xong mình buồn 10 năm rồi mà chưa hết. Mình nghe một câu đó mà trong khi đó mình nghe giảng 10 năm mà không thấm một câu. Nó lạ lùng vậy. Trời ơi, cái bài kinh chú Đại Bi á, tôi tụng 10 năm mà tôi không thuộc. Có không? Có. Chú Vãng Sanh á, tôi nhớ cái gì mà già Di Nị và già Na đó, nhưng mà không thuộc được chú Vãng Sanh. Vậy mà một câu nói của người kia mà mình nhớ 10 năm không sót một chữ. Khi mình hiểu được Phật pháp rồi, xả được cái đó. Biết sao biết không? Vì mình biết rõ ràng là ngũ uẩn dai không. Vì sao? Vì mình có quán tự tại, mình có hành thâm bát nhã. Ghê gớm vậy. Chứ bát nhã tâm kinh mở đầu. Hành thâm là phải đi sâu vào cái trí bát nhã để thấy cho được ngũ uẩn là dai không. Bây giờ nói thí dụ nè, mình có cái tai là căn, cái tiếng đó là cái đối tượng, rồi mình có cái phân biệt, đây là tiếng chửi mà, đây là tiếng chê, vì mình có căn, có tiếng, gọi là trần á, là thanh á, rồi mình chấp cái đó cho khổ. Bây giờ thí dụ giờ cũng cái lời nói đó, người này có cái tai nhưng mà cái nhận biết nó không có,
Thí dụ như người đó bị lãng tai, mình có nói gì nói họ nghe, họ có khổ không? Họ đâu có khổ. Vậy rõ ràng có phải là ngũ uẩn dai không không? Mà tại mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó thiệt cho mình khổ. Cho nên mình mà độ được, thấy được cái đó rõ ràng rồi, cho nên độ nhất thiết khổ ách. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu vậy đó. Tại sao mình độ nhất thiết khổ ách? Vì mình có quán. Quán là sao? Nhìn sâu thấy rõ. Quán chiếu, mình có quán chiếu, thấy rõ. Vì thấy rõ như vậy cho nên rồi mọi cái phiền não khổ đau nó hết. Đó. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Vì muốn đoạn trừ văn căn mà nghe. Văn căn là những cái âm thanh phù phiếm bên ngoài. Cho nên trong chùa muốn, con người chúng ta thích nghe tiếng lắm, không có tiếng buồn. Đi về tới nhà là giày chưa cởi, áo khoác chưa ra là bật cái tivi lên cái đã, cho nó rỉ rả trong nhà, phải không? Mà tivi mà vừa tắt là mở nhạc. Không bao giờ trong nhà mình để. Cho nên chư tổ biết mới chế ra cái chuông nè, chế ra cái mỏ nè. Anh thích nghe tiếng không? Để vô chùa, vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mà hay ghê.